GHB Corporation, hệ thống chăm sóc sắc đẹp cao cấp, thành viên thuộc Tinko Group. Người ấy là ai? Đêm nay, ai là nữ chính? Khánh Chi đang cần một nguồn cảm hứng lạ trong chương trình Người ấy là ai? Khánh Chi cũng cần một nguồn cảm hứng lạ đó, nên hôm nay mới đến đây nè. Kế bên đang có hai chàng thanh niên có vẻ độc thân ngồi kế bên đó. Hai món này ngon, nhưng mà nhiều người thích ăn nên Khánh Chi sẽ chọn món khác. Chung ngủ thì sao? Em chỉ thấy rất là hồi hộp mỗi lần mà chương trình ra những cái quyết định như là màu nào thôi. Em muốn hồi hộp cùng nữ chính hay em muốn thử cảm giác hồi hộp của nữ chính? Dạ thôi em hồi hộp cùng nữ chính ạ. Dạ cùng nữ chính được rồi. Ai cũng là nữ chính trong câu chuyện của mình. Em phát hiện ra là anh có người phụ nữ khác. Bởi vì quá yêu đi thì em vẫn bất chấp để ở lại trong mối quan hệ đó. Cái điều gì làm cho em tự lừa dối bản thân mình là còn cơ hội? Tại vì em tin anh thật sự muốn lấy em là vợ. Em cũng đã từng có một câu chuyện giống của bạn. Họ không làm tròn trách nhiệm của người đàn ông, cho nên là em giữ trong lòng là cái sự ấm ức. Không phải là yêu thương hết lòng là mình được hạnh phúc trọn vẹn. Khi mình là một người phụ nữ xinh đẹp mà mình có sự nghiệp trong tay thì tình yêu nó sẽ thuộc về mình. Nhưng liệu họ có giúp nữ chính của chương trình tìm được hạnh phúc? Thật sự là gu của Chi đó. Bước lên có một cái liền. Nói nghe nè, nếu như em không chọn thì chị dẫn anh về luôn. Đi anh. Xin Chi hãy tự trọng. Vâng. Mình sẽ hẹn buổi sau mình ngồi thế này nha. Hay chưa? Cáo trở. Cáo trở thiệt là tôi cũng bị lừa. MC Trấn Thành. Ai vậy? Có thoát khỏi cú sốc đó? Hãy xem sự bất lực này trong tập tối nay. Oh my god. Xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với chương trình Người ấy là ai. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với chương trình Người ấy là ai, chương trình do VONV Channel thuộc Đất Việt VAC Group Holdings thực hiện. Chương trình của chúng tôi được phát sóng định kỳ vào 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV2, V Channel và V Giải trí, đồng thời sẽ được phát sóng trên siêu ứng dụng giải trí VON. VON không thể rời mắt. Xin cảm ơn đơn vị đồng tài trợ GHB Corporation, hệ thống chăm sóc sắc đẹp cao cấp thuộc Tinko Group. Và xin được cảm ơn đơn vị đồng tài trợ Mirinda. Mirinda vị soda kem Việt Quốc, chua ngọt, thơm béo, ngon xoắn lưỡi. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với bốn vị khách mời rất là dễ thương. Họ là những người rất là hài hước. Thưa quý vị, xin được giới thiệu Jun Vũ. Diễn viên Jin Tuấn Kiệt. Diễn viên Võ Tấn Phát. Và ca sĩ diễn viên Lâm Khánh Chi. Này Khánh Chi rất là lộng lẫy, kiêu sa. Và Khánh Chi phải mất bao lâu để làm được mái tóc đó? 2 tiếng. Ôi ôi. Dễ thương. Tại vì gặp Trấn Thành nên Khánh Chi phải hoàn hảo nhất trong mắt Trấn Thành. Ok luôn. Nhưng mà lần trước Thành gặp Khánh Chi thì lúc đó là mình còn màu đỏ đúng không? Nhưng mà lần này hình như là màu xanh lá cây rồi phải không? Đã là màu xanh rồi. Vậy thì hiện nay Khánh Chi đang trong tình trạng có tìm hiểu ai chưa? Hay là cần một nguồn cảm hứng lạ trong chương trình Người ấy là ai? Khánh Chi cũng cần một nguồn cảm hứng lạ nên hôm nay mới đến đây nè. Kế bên đang có hai chàng thanh niên có vẻ độc thân. Hai món này ngon nhưng mà nhiều người thích ăn nên Khánh Chi sẽ chọn món khác. Vậy hả? Để tôi thử khai thác hai món này coi Khánh Chi có hợp khẩu vị không nha. Ok, Võ Tấn Phát, lần đầu tiên đến với Người ấy là ai, em cảm thấy thế nào? Thứ nhất là em rất là vui, đây là một cái chương trình mà em đã theo dõi tới tận mùa thứ tư thì mới được mời. Và sau vài giây vui đó thì em có một cái áp lực nhỏ nhỏ. Tại vì kinh nghiệm tình trường của em nó rất là mỏng á. Chưa chắc.
Sao chưa chắc? Nhiều khi mỏng mà nhiều khi chọn thì dính sao? Em như là tấm chiếu mới đó, chưa có trải nhiều á chị. Những cái tấm chiếu mới chưa trải nhiều khi á chọn nó chính xác hơn những cái tấm chiếu mà dày. Chiếu mới chưa trải ra mà trải ra cái nó ngồi luôn không đứng dậy. Này nói luôn, Khánh Chi cũng mùa này mới được mời đó. Nhưng mà hiện nay là đang tình trạng gì, xanh hay đỏ ạ? Dạ thì em cũng trải chiếu sẵn giờ bảng màu xanh. Hay quá. Một tấm bảng màu xanh để Khánh Chi có thể suy nghĩ nha. Gu của em là một người như thế nào nè? Cái gu của em phải là cái người mà mình cùng cảm xúc. Và đặc biệt là em không thích ngoại hình lắm. Em thích vẻ đẹp của cái sự thông minh. Ok, vẻ đẹp về tri thức. Là đeo mắt kính nè. Để chị về chị mua cái mắt kính chị đeo nha. Thế còn Kim Tuấn Kiệt thì sao? Hiện nay là đang xanh hay đỏ à? Nữa. Sao phải phân vân vậy? Màu đỏ thì em rất là thích. Mà xanh xanh đỏ đỏ thì nó vui vui anh. Không không lập lửng quá. Hiện nay là bạn này đang bị mà gian gian diêu diêu mập mờ. Bữa nay là mập rõ chứ không mập mờ nha. Hôm nay dám đưa màu xanh lên không? À, hỏi câu tiếp theo đi anh. Ai cũng phải vô bảng rồi nè. Thằng nhỏ có vẻ quýu rồi. Dạ. Chúng ta hỏi về gu đi. Gu của em là một người như thế nào? Thì em thích phụ nữ vững chạc, chín chắn, quyến rũ và thông minh. Em nói sao giống chị quá vậy? Rồi em làm chị mới suy nghĩ lại rồi. Hồi nãy mới nói không ngon miệng, bây giờ thì lại suy nghĩ lại rồi. Jun Vũ hình như cũng lần đầu tiên tham gia Người Ấy Là Ai đúng không? Vâng, đây là lần đầu tiên luôn ạ. Thiệt luôn hả? Là ba anh em mình luôn á. Dạ vâng ạ. Ok, như vậy thì em đã xem chương trình này chưa? Em có yêu ghét gì, góp ý luôn để chương trình biết đường thay đổi nè. Thì ngày hôm nay thì em đến đây xin phép được cùng hồi hộp với bạn nữ chính. Tại vì là để chọn một cái người chính xác cho bạn thì nó là một cái áp lực rất là lớn. Và em nghĩ là ai ở đây cũng sẽ cảm thấy thế. Thì hôm nay em hồi hộp cùng bạn. Em muốn hồi hộp cùng nữ chính hay em muốn thử cảm giác hồi hộp của nữ chính? Dạ cùng nữ chính được rồi. Anh. Sao? Hồi nãy Dương Vũ ngoài có nói với em á là Dương Vũ ngày xưa lúc còn đi học á, mai mối cho đứa bạn xong là tiện đứa bạn thích Jun Vũ luôn. Mình kể cái đó ở đây là nữ chính không có nghe em nữa đâu. Người ta nói giới thiệu mà không thành á thì bắt đền bà Mai. Ok, ngày hôm nay bốn người cũng ráng chọn giùm người ta chứ đừng chọn cho mình nha các bạn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ nữ chính của chương trình ngày hôm nay. Hãy cùng xem một đoạn video clip nhé. To make some new memories. Only happy, happy memories. Mình là Tú Trinh, một người mẫu tự do. Only happy, happy memories. Công việc là ưu tiên hàng đầu chiếm trọn thời gian cười mỗi ngày của mình. Hàn Quốc ha. Mình gặp được anh khi mình là một cô sinh viên năm 2. Yêu hết lòng người đàn ông ấy. Anh ngọt ngào, lãng mạn, trao cho mình tình yêu tưởng chừng chỉ có trong mơ. Đã mơ thì sẽ phải tỉnh, chẳng có ai ngủ lâu trong hạnh phúc cả. Tất cả những gì anh dành cho mình đều là giả dối. Sau những tình cảm yêu thương và chân thành ấy, anh lại có thêm nhiều mối quan hệ mập mờ khác. Và tồi tệ hơn nữa là dù bản thân cảm nhận được những tổn thương nhưng vẫn bất chấp ở bên họ, cho đến khi sức cùng lực kiệt. Bởi vì trong tình yêu, sẽ chẳng ai chịu thay đổi vì một người mà họ không dành tình cảm. Vậy mà mình đã đợi anh suốt một năm, chỉ để được anh xem là duy nhất. Và rồi cuối cùng, mình cũng nhận ra, đợi chờ một người nhẫn tâm luôn là vô ích. Mình không thể vì một người như vậy mà tự dằn vặt rồi giam giữ trái tim ở bên họ. Một chiếc váy lộng lẫy trong một dung mạo rạng rỡ, đó chính là Tú Trinh. Và khi đã trở thành một cô gái tự tin yêu đời như bây giờ, thì mình nghĩ là mình đã sẵn sàng để tìm hiểu những mối quan hệ mới tốt hơn. Những thứ trông giống như tình yêu tồn tại rất nhiều,
Nhưng tình yêu thật sự thì phải nhờ anh Trấn Thành và ban cố vấn tìm giúp Tú Trinh rồi. Thưa quý vị, nữ chính của chương trình, Tú Trinh. Xinh xắn và tay rất run. Bây giờ mình làm quen với nhau một chút nha. Em chia sẻ thông tin nho nhỏ về mình đi. Em xin gửi lời chào đến anh Trấn Thành cũng như là tất cả các anh chị. Em tên là Tú Trinh, hiện tại em đang là người mẫu tự do. Ngoài ra em còn là một founder của một thương hiệu thời trang về lụa. Trong cái clip anh thấy nó hơi drama. Có vẻ là em yêu phải một người đàn ông làm cho em buồn nhiều đúng không? Dạ. Cách đây khoảng 2 năm thì em có một mối tình kéo dài 1 năm rưỡi với một du học sinh ở Đan Mạch về Việt Nam. Trong 1 năm đầu tiên thì em cũng có một câu chuyện tình yêu đẹp. Cho đến 6 tháng tiếp theo thì em bắt đầu cảm thấy có những sự bất ổn. Nhưng mà em vẫn bất chấp để ở lại trong mối quan hệ đó bởi vì quá yêu đi. Cho đến một lần khi mà em đến nhà anh và em phát hiện ra là trên giường của anh có tóc của một người phụ nữ khác. Sau rất là nhiều câu chất vấn của em thì anh mới nói đó là tóc của người giúp việc. Thì em đã tin điều đó. Em tin nó là sự thật. Và đến lần thứ hai, em phát hiện ra là ở trên bàn làm việc của anh có một cái cây chì kẻ chân mày. Nhưng mà nó không phải của em. Đừng nói của cô người làm nữa nha. Em cũng hỏi anh rất là nhiều, nhưng mà anh chỉ nói một câu là anh không biết. Lúc đó em nhớ là anh vẫn rất là thản nhiên ngồi làm việc trên máy tính của anh, mặc cho em ngồi ở đó khóc rất là lâu. Khóc đến nỗi mà nhòe cả mắt và khan cả tiếng. Em đã cảm thấy rất là khó chịu. Em mới nói là nếu như anh không ngừng làm việc lại và ngồi nói chuyện với em một cách nghiêm túc thì em sẽ đập cái máy tính này của anh. Và em không nghĩ là nó lại có tác dụng thật, là anh đã dừng lại và nói chuyện với em. Nhưng mà chính cái khoảnh khắc đó nó làm cho em nhận ra là bản thân em còn không có cái giá trị bằng cái máy tính. Vì em lỡ để người ta biết em yêu người ta nhiều quá, em quên mất cái việc phải có giá trong mắt một người đàn ông. Em phải hiểu là khi một người đàn ông bị phát hiện mình đang có một người mới, nếu họ còn chối là họ còn sợ em buồn. Đến lúc họ không muốn chối luôn là thật sự lúc đó họ đã buông xuôi mình từ lâu rồi. Rồi cái điều gì làm cho em tự lừa dối bản thân mình là còn cơ hội, là ảnh sẽ không như vậy? Thật sự đối với em, anh là một người đàn ông rất là có trách nhiệm. Anh còn được ba mẹ em rất là yêu thương. Cho nên là ba mẹ em rất là hy vọng là con gái mình sẽ có được một nơi có thể gửi gắm tấm thân. Thì đó là cái điều khiến mình nuôi cái hy vọng không phải chỉ của chính bản thân mình, mà nó còn là cái hy vọng hạnh phúc của bố mẹ mình dành cho mình. Anh thấy em nói nước mắt em vẫn rơi. Em nghĩ là vẫn còn tình cảm. Rất nhiều. Dạ. Yeah. Nếu mà nói là còn tình cảm thì em nghĩ là không. Em nghĩ có lẽ là bạn có một cái sự ấm ức trong lòng. Tại vì em cũng đã từng có một câu chuyện giống của bạn. Nhưng mà em xui là cái người đàn ông cũ của em, họ không làm tròn trách nhiệm của người đàn ông. Cho nên là cái gì mà em giữ trong lòng là cái sự ấm ức nhiều hơn là đổ lỗi cho bản thân. Cái đó nó khỏe cho em. Bạn này mới dằn vặt nè. Cái đỉnh điểm cao nhất mà để em tỉnh ngộ là lúc như thế nào? Với cái bản năng của một người phụ nữ, em đi lên trên Facebook xem là những bạn nào hay thả tim bài của người yêu em. Em cảm nhận được cái này. Em cũng đã từng bị người ta thả tim. Em có một trải nghiệm gần giống với bạn nữ nên là em hiểu cái này. Các chàng trai hãy cẩn thận sự thả tim. Và khi mà em nhìn thấy một cô gái rất là hay tương tác với người yêu em thì em đã lấy hết can đảm để mà nhắn tin cho cô gái đó. Và bạn đó hỏi em là em với lại cái người đàn ông này là gì.
Thì em mới nói là tụi em đã yêu nhau được hơn một năm rồi. Thì bạn đó nói là có một vài sự thật mà em cần được biết. Và bạn đó chụp lại hàng loạt những cái tin nhắn của anh và rất nhiều những cô gái khác, không phải là một người. Bạn cũng là một nạn nhân giống như em. Em được biết là các bạn có một cái nhóm trên Facebook và các bạn sẽ offline để hẹn hò. Đó là một cái điều rất là bình thường với những người độc thân. Nhưng mà anh cũng nói với mọi người anh độc thân và anh tham gia vào cái nhóm đó. Và khi mà em hỏi anh là tại sao anh không yêu thương em mà anh vẫn muốn giữ em ở bên cạnh, thì anh mới nói là tại vì anh thật sự muốn lấy em làm vợ. Lòng em đau nhói trong góc tối khi nhìn anh với cô ta trao nụ hôn đầu. Em mơ gì anh thấy em khóc vì em cố chấp nên cố gắng theo tình yêu ấy, nên hôm nay em đành chấp nhận rời xa kỷ niệm. Em mong anh sẽ luôn vui. Hey, hey. Vậy bây giờ thế này nha. Đôi khi anh nghĩ là trong ngóc ngách trái tim của anh ta là anh ta muốn cưới em làm vợ, tại vì em là lựa chọn tốt nhất của anh ta. Nhưng vì bản tính của anh ta là người thích nhiều hơn một. Bản chất người đàn ông là thích chinh phục. Có những người họ thích quá nhiều và họ chưa biết điểm dừng, thì cứ để cuộc đời cho họ một bài học. Rồi họ có học được hay không cũng là lựa chọn của họ. Nhưng mà em yêu anh đó như thế nào? Cũng giống như là những cô gái 20-21 tuổi, yêu một cách bản năng, luôn quan tâm, chăm sóc, theo sát mọi vấn đề, mọi câu chuyện, luôn luôn muốn được anh chia sẻ tất cả mọi thứ. Nhưng mà mình chưa thể nào hiểu được người đàn ông 30 tuổi họ muốn cái gì. Bạn thích quản lý đối phương như vậy hả? Em luôn luôn thích như vậy, nhưng mà không phải là tất cả mọi thứ mà em muốn em đều được. Người đàn ông mặc dù họ xác định đây là người phụ nữ của đời mình, nhưng mà họ thích có những cái khoảng không riêng. Một cái mối quan hệ nắm càng chặt là càng dễ buông. Mà nhiều khi em gò bó quá. Dạ đúng rồi. Em không cho người ta một thời gian để người ta thoải mái. Cái gì của mình là của mình. Cho nên sau khi em chia tay cái mối tình này, hãy thật thoải mái rằng là mình không thỏa thuận được với cái dạng người có cái tính như vậy thôi. Mình sẽ tìm một cái người nào mà mình thỏa thuận được. Còn anh ta cũng sẽ tìm được cái người nào mà thỏa thuận được cái tính đó của anh ta. Dạ. Và chúng ta cũng không ai oán trách nhau cái gì cả. Đến bây giờ em vẫn chưa bao giờ trách anh ấy một lần nữa. Tại vì bản thân em luôn nghĩ là do mình chưa học cách yêu thương mình. Mình chưa biết giá trị của mình ở đâu. Chị cũng là người yêu thương mà hết lòng nha em đó. Không phải là yêu thương hết lòng là mình được hạnh phúc trọn vẹn, nhưng mà biết phải biết tiết chế là. Chính xác. Tại vì khi hết lòng quá người ta cũng ỷ lại. Mình yêu 50 đi, mình để yêu bản thân mình 50. Khi mình là một người phụ nữ xinh đẹp mà mình có sự nghiệp trong tay, thì tình yêu nó sẽ thuộc về mình. Anh chị nói đúng. Một mối quan hệ đừng buộc nó bằng chỉ, bằng giấy. Để cho người ta tự nguyện đến với mình. Mình không phải cái người đi ngồi canh người ta có quen người khác hay không. Mình phải luôn hấp dẫn và luôn có sự thú vị để người ta yêu mình như lúc đầu. Anh muốn em huy hoàng hơn bất cứ lúc nào hết. Cảm ơn em. Vậy thì bây giờ em đã sẵn sàng để mở lòng ra, quên hết quá khứ và bước vào thế giới của người ấy là ai không? Em đã sẵn sàng rồi ạ. Ok. Chúng ta sẽ cùng nhau mang đến cho bạn một cái lựa chọn hợp lý trong chương trình ngày hôm nay. Cố gắng lên các cố vấn nha. Yeah. Chúng ta sẽ trở lại sau vài phút giao lưu thưa quý vị. Quý vị và các bạn đang trở lại với Người ấy là ai. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ dàn trai đẹp của chương trình hôm nay. Xin giới thiệu Huỳnh Tiến. Xin giới thiệu Karik. Oh,
xin giới thiệu Ngọc Vũ. Nhiều tim quá. Xin giới thiệu anh Tuấn. Và Phạm Bảo. Và đây là dàn Mỹ Nam của người ấy là ai? Xin cho hỏi là thực đơn có vừa miệng không ạ? Thực đơn quá ngon. Thực đơn quá ngon. Cháu hỏi chị. Cháu hỏi nữ chính, cô gái ơi, không ngon miệng không ạ? Trời em rung quá, em không nói lời. Không nói nên lời luôn phải không Cưng? Dạ thật sự năm anh ở đây ai cũng là gu của em hết á. Ai cũng là gu hết hả? Em phải chừa chị Chi nữa chứ. Em đừng để chị em thương tàn nha. Chủ yếu là chọn cho em là phụ mà chọn cho chính á. Cái gì vậy? Mới nói hứa chọn cho người ta. Nói lộn nó lại. Chủ yếu là chị chọn cho em thôi nhưng mà em nhớ chừa chuyện người nha. Tức thiệt chứ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với anh chàng đầu tiên. Mỗi người sẽ có một sở thích trái cây khác nhau. Có người thích trái lê, có người thích trái cam. Nhưng anh chỉ thích trái tim em. Ê. Ê. Chào em, anh là Huỳnh Tiến. Công việc của anh á là làm cho những người phụ nữ có bầu. Mà thiệt, càng làm cho nhiều người phụ nữ có bầu, anh càng thích. Vì anh là một bác sĩ chuyên khoa hiếm muộn. Wow. Công việc của anh hàng ngày là gặp gỡ các cặp vợ chồng khó có con, lắng nghe, trao đổi và cùng với họ tìm ra giải pháp để có em bé càng sớm càng tốt. Là một người yêu tâm lý. Anh đã mất 6 năm học tập để theo đuổi ngành y và đặt cho mình cột mốc 5 năm để toàn tâm toàn lực phát triển cho sự nghiệp. Sau 11 năm, anh đã chinh phục được mục tiêu của cuộc đời mình. Và bây giờ, mục tiêu của anh là để em bé của chúng ta có một nửa bộ nhiễm sắc thể của em. À không, định nghề nghiệp thôi. Mục tiêu của anh là cái gật đầu của em đó. Em à, nửa cuộc đời anh đã làm bạn với tim và chích. Phần còn lại, hãy để anh thích mỗi mình em. Nếu em đã xuất hiện ở thế giới này, anh sẽ không cho phép mình độc thân nữa. Chọn anh em nhé. Bye bạn. Profile khủng nha. Gia đình có điều kiện, không biết là với bác sĩ như thế này thì chúng ta nghĩ sao, Chuyên Vũ? Em cảm giác đây sẽ là một người yêu tâm lý, tại vì hay tư vấn về những cái chuyện em bé do các cặp vợ chồng và phải làm sao cho các người phụ nữ cảm thấy tâm lý thoải mái thì mới dễ sinh nở hơn đúng không ạ? Mai mốt mà có lo gì về chuyện sinh nở, ảnh tự ảnh lo luôn. Hợp lý. Thì em thấy bác sĩ màu gì ạ? À? Em có cảm giác tâm linh thôi, cái này chưa có rõ đến cái mức để mà mình nói là tại sao. Là vũ trụ gửi thông điệp về cho em. Vâng, vũ trụ gửi thông điệp về cho em là bạn này màu tím ạ. Nhưng em có thể sai. Em cứ giơ bảng. Tím lấp lánh. Mời Jim. Lúc anh ấy anh bước ra với lại cái lúc mà em xem ở trên video á, thì em thấy là khác nha. Tại cách ăn nói anh rất là chững chạc. Trinh cần một người chịu chia sẻ và nói chuyện với mình nhiều hơn lúc trước. Chắc là em sẽ nghĩ là anh này độc thân tại vì anh tốn 11 năm để anh tu nghiệp rồi. Mặc dù lý do cũng không thuyết phục lắm nhưng mà thôi kệ đi. Tự nhiên 11 năm độc thân là sao? 6 năm học bác sĩ và thêm 5 năm để ảnh chuẩn về cái ngành nghề của anh đó. Những người bạn của em học là rất là cực. Cái thời gian mà yêu đương sẽ rất là hạn hẹp cho nên là sẽ khó có người yêu. Không nha. Không hả? Em có một hội bạn đều là bác sĩ, tiến sĩ luôn. À. Mà họ yêu đương rầm rầm. Em ơi, bác sĩ chứ phải đồ vật đâu mà yêu thương rầm rầm dữ vậy em. Tức là họ yêu đương rất là nồng nhiệt luôn. Làm thì làm, yêu thì yêu. Làm thì làm, yêu thì yêu, chơi thì chơi, bình thường có sao. Không lẽ 11 năm ta học, cái 11 năm ta không yêu. Rồi em nghĩ là bác sĩ sẽ học nhiều rồi, chưa kể phải đi trực đêm đồ này kia các kiểu. Ta học đâu mà trực đêm, mua làm bảo vệ hay trực đêm. Kiếm chuyện để nói không à. Giờ Phát nói cái ý của Phát đi. Từ những cái frame hình đầu tiên, lúc mà bạn rửa trái cây là em đã wow có một cái tần số như nó đài máy đài 99.5 MHz.
em đã có cái trực giác rồi. Nhìn cái cách bạn là một người rất là cầu toàn nha. Uh-huh. Rất là chỉnh chu. Em nghĩ đây là một người mà lại đồng hương với em nữa. Đồng hương nữa. 64 Vĩnh Long, Mãi Đỉnh. Đồng hương thì dễ đồng đồng cảm. À, đúng rồi, đồng cảm. Chứ em muốn đồng gì? Không, em muốn đồng tình với bạn hả? À, đang rửa trái cây, có ánh nắng xuyên vào, phải có tia cực tím thôi. Country, country nghĩ sao? Từ đầu thì Khánh Duy thấy á, là bạn này lúc rửa trái cây. Ủa, cái lúc rửa trái cây rất quan trọng lắm anh. Quan trọng lắm em. Cái lắc đầu nhẹ đó rửa em nghĩ rồi. Rửa trái cây nhưng mà cái tay rất là yếu. Rửa trái cây mà của một người đàn ông nó khác. Đâu, người đàn ông rửa sao đâu chị? À, cái đó rửa chén em. Ừ, cái cảm giác của chị á là chị cũng sẽ chọn bằng này là để màu tím. Dạ, yeah. Nhiều khi người ta là bác sĩ cho nên người ta phải ăn nói nhẹ nhàng. Chính xác, cái này là cái tính của người ta. Có những người đàn ông nhẹ nhàng. Dạ, cái nguồn điện á của chị á mà gặp những bạn mà trong căn hộ LGBT á, hình như là chị hơi bị nhại, nó bắt liền. Khán giả thì sao ạ? À? Yeah. Xem xem nhau. Ồ, anh này là cái mật độ của anh trải dài khắp ba miền ha. Ok, rồi chúng ta đến với anh chàng số 2. Bản tin dự báo thời tiết hôm nay: sáng nay trời xuất hiện nắng đẹp, buổi chiều có thể mưa. Người dân khi ra đường nhớ mang dù hoặc ô. Anh biết là em không quan tâm, nhưng anh không thể không quan tâm đến em. Chào em, anh là Ngọc Vũ, chàng trai đến từ Buôn Ma Thuột, thủ phủ của cà phê. Tình yêu đối với anh giống như hương vị của cà phê vậy. Chuẩn men. Chỉ một lần nhấp thử, em sẽ thấy thơm ngon và đê mê. Yeah. Hiện tại anh đang làm người mẫu và diễn viên. Thì chẳng có gì đáng nói nếu như những vai diễn ấy nó không bận vào đời anh như một định mệnh. Anh ê, sắc ế, ế dài hè. SOS. Yêu anh chắc chắn sẽ rất thú vị. Em nghĩ sao về một cuộc hẹn dưới biển? Anh sẽ yêu em như biển cả. Người ta gọi anh là kẻ si tình. Em à, đêm nay anh vẫn có thể ngủ ngon. Nhưng nếu được em chúc ngủ ngon thì anh sẽ rất hạnh phúc. Cho anh cơ hội nhé. Dễ thương, hiền lắm. Ngu. Rất là có duyên mà rất manly. Vâng, rất man. Lúc bạn này bước ra em thấy rất là tự tin nha. Cái form đứng rất là đàn ông, lịch lãm, đàng hoàng. Rất là khẳng khái. Đúng rồi. Mà rất là duyên. Cách bạn nói chuyện với ống kính máy quay thì bạn chưa có quen á. Cho nên là vẫn còn thiếu cái sự tự tin. Những người nhút nhát vậy em, người ta hiền, người ta chân thành. Dạ yeah. Đúng rồi. Nhưng mà cái điểm quan trọng là bạn này đam mê cà phê. Mà thường người đam mê cà phê là người sống rất là chất. Yeah, và em rất cũng đam mê cà phê luôn. Yeah. Em mê cà phê đúng không ạ? Yeah. Nhưng mà em cũng mê cà phê hả? Em mê cà phê. Em hả? Vâng, thôi cũng được ạ. Em cảm thấy là bạn này rất là hợp với bạn nữ chính. Tại vì thứ nhất là cùng nghề, cho nên là có thể là chia sẻ với nhau về nghề nghiệp thì dễ thông cảm, dễ hiểu cho nhau hơn. Lúc mà em vừa mới thấy clip là em phải quay sang bảo anh Jin, bạn này chuẩn men 100%. Cái nguồn điện men á, nó chiếm sóng lắm. Tung bản liền. Độc thân, tại vì sao bạn này rất trẻ. Không có những bạn yêu sớm sao chị? Nhưng mà cái cách bạn này nói mộc mạc chân phương lắm, là cái người chưa có gia đình rồi. Sao nghĩ vợ người ta đứng trước mặt nó rung quýu đọc từng chữ một, đúng không? Cũng có thể cái khúc độc thân là em thấy hơi run run xíu. Nó đang đứng đọc nè, con bé vợ đứng nó đọc đi à, đó bé nó đứng vậy làm sao nhỏ đọc được, nó quýu là quýu đoạn đó đó. Đã có chủ. Em nghĩ là một người mà tự tin, có ngoại hình như bạn này, lại còn ăn nói lưu loát như vậy nữa thì khó thể nào mà độc thân được. Em cho vừa rồi là ăn nói lưu loát hả? À, em thấy là tự tin. Em muốn dành một cái lượt vote để mà ship hai bạn với nhau. Tại vì nhìn cái nhân dáng hai bạn rất là giống nhau, kiểu như là có tướng phu thê á, đúng không? Cùng nghề với nhau nữa. Hai bạn này cái má phúng phính, tròn tròn, rất là phúc hậu luôn. Dạ. Yeah. Và phát vote cho bạn độc thân nha. Có vẻ ok. Khán giả nghĩ sao ạ? Độc thân. Ủa sao cái màu tím mật độ cao thế?
32 là nhiều lắm đó nha quý vị. Dạ tôi không biết các bạn khán giả đang hướng từ cái khu nào mà ra con số đó. Ok, tôi đến với anh chàng rất chất ở vị trí số 3. Hai em, hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về Bảo nhé. Bảo là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Có khá là nhiều loại bão, điển hình nhất là bão tố, bão giông nè, bão tuyết. Đây cũng là bão, nhưng mà là phạm bão, chính là anh đây. Tuy anh không giật cấp 13, nhưng tầm nhìn xa của anh đủ để đưa ta về chung một nhà. Bây giờ anh muốn em nhìn thấy anh trong công việc của anh nha. Đi theo anh. Anh là chủ của một cửa hàng thời trang. Anh bắt đầu công việc từ năm 2020. Và tất cả những gì em thấy ở đây đều là tâm huyết của anh. Là em nữa đó. Chinh phục em cũng chính là tâm huyết của anh. Càng đi vào tâm bảo, càng mình đi. Còn em, càng đi vào tâm anh, em sẽ thấy yêu liền. Vì anh cũng là bảo mà. Chọn anh nhé. À. Em thích cái nụ cười bạn này, cười mỉm mà nhắm mắt. Trai đẹp, giống giống Lâm Vinh Hải, mặt baby mà nói chuyện cũng có vẻ man nhờ. Cái thần thái thì cho em cái cảm giác là bạn làm vũ công, dancer. Đúng rồi, cái lúc mà bạn rất là chắc dáng luôn. Vâng. Anh thì anh lại nghĩ bạn này biết nhảy thôi chứ không hẳn là vũ công. Tại vì anh thấy cái movement của bạn không có dữ dội lắm. Biết feel the beat thôi đó. Feel the beat đồ yeah, yeah. Đó, nói chung là chất chơi rồi đó. Nhưng mà nhìn này man đó. Các bạn thấy không, cái tay để nó có một cái sự thô ráp nhất định của một người đàn ông. Nói chung là ngon đó. Món ăn vừa miệng. Thơm. Thơm ngon, mời bạn ăn nha. Đang chọn trong ta mà phát. Cá nhân em thấy là đầu tiên là hợp với Trinh ở cái nụ cười. Hai người cười đều rất là tươi. Em cảm nhận là bạn này là độc thân đó anh. Ừ. Chuyên vụ thấy sao? Em mê cái nụ cười nhếch mép của bạn. Rất giống anh Isaac mà em rất là mê cái nụ cười đó của anh Isaac. Em mê Isaac hay là em mê... em mê nụ cười. À mê nụ cười của Isaac. Ừ. Em cảm thấy là ở bạn này có một cái sự chân thành. Và em hy vọng là đây sẽ là một người mà phù hợp với nữ chính của chúng ta ngày hôm nay. Không biết là anh Thành với mọi người có để ý không? Nãy giờ em thấy là bạn này nhìn Trinh rất là nhiều. Triều mến lắm cơ. Có vẻ muốn đến đây để thật sự kiếm người yêu. Trình bày lại Bảo này, Bảo Tố, anh cũng là Bảo. Tên Bảo này giấu ngã nha, tên lạ nha. Phạm Bảo. Em thì em rất là thích cái cách bạn nói chuyện và chia sẻ. Nhã chữ nó rất là chắc chắn và cho đối phương cái cảm giác là bạn là một người rất an toàn và khiến cho người khác có thể gửi gắm cả cuộc đời của mình. Nhưng có một cái chi tiết là hình như bạn có một cái shop thời trang hả? Dạ. Yeah. Hình như Trinh cũng có làm founder một shop thời trang đúng không? Đó là quá hai đứa về sẽ cạnh tranh nhau, mâu thuẫn sẽ xảy ra từ đó. Đứa này bán hàng, đứa kia bị giật mối, đứa kia hạ giá, phá giá và sẽ gây lộn. Hai người về chung một nhà làm chung mà, chồng vợ hỗ trợ nhau. Người ta sáp nhập lại luôn. Quên. Em nghĩ để có một cái shop mà quản lý chặt chẽ và hiệu quả thì phải có một cái người đồng hành. Thì đó nè, một cộng một là hai. Nhưng mà em nghĩ là đã có người đồng hành để mà cùng bạn phát triển và xây dựng cái thương hiệu chưa của shop mình. Chưa chắc nha, có nhiều người độc thân người ta rất giỏi, người ta vẫn mong một cái shop được. Em nghĩ là sẽ có người đồng hành cùng bạn và em nghĩ là đã có chủ. Một kế toán ở nhà. Yeah. Kiểm toán, kiểm bill, ship này nọ. Đứa nào bơm hàng là cái con nhỏ ở nhà đó chữ đó. Đúng không em? Nó nghe nè, nhìn ánh mắt chị đi. Em đã có chủ chưa? Chẳng lẽ giật nó có. Kệ người ta, đừng có lấy trò chơi tâm lý đi dọa nạt đứa nhỏ. Thôi bây giờ vậy đi. Hồi nãy cái trước á là em ủng hộ theo chị. Đúng rồi. Thì bây giờ chị theo em. Yeah. Bây giờ hiện tại mặt đang tươi thì có nghĩa là shop đang thành đạt. Yeah. Mà shop đang thành đạt thì phải có hai đứa trở lên. Đúng vậy. Khán giả có nghĩ vậy không ạ? Độc thân rất cao. Ông này là hàng tươi mới nha. Chúng ta đến với một anh chàng thứ tư. Mặc dù đeo cái mắt kính cận nhưng rất là thư sinh. Và bước ra khán giả có ồ ạt la hét. Bạn này rất đẹp trai.
cho anh order một bánh mì xúc xích lại gần bên nhau và một ly coffee thẳng vào tim em. Chào em, anh là anh Tuấn. Hiện tại anh đang là chủ của một phòng gym tại Sài Gòn. 3 năm trước, anh từng là một chàng trai với thân hình cò hương và rồi nhảy vọt lên con số 90 chỉ vì anh tập thể hình sai cách và sai mục đích. Mày chắc là mềm. Trong vòng 8 tháng, anh đã giảm được 20kg. Em thấy đấy, giảm cân anh còn làm được. Huống hồ là yêu em, mà đã yêu nhau thì em xác định luôn này, anh luôn luôn đúng, còn em thì luôn luôn sai. Em có thể sai, anh lau nhà, rửa bát, giặt quần áo, thậm chí là trông con. Còn anh thì đúng theo đó mà làm. Đúng theo đó mà làm, đúng theo đó mà làm. Nhiều cô gái mong trở thành Harry Won vì muốn được thành hôn. Còn anh Thành và ban cố vấn ơi, hãy giúp em có cơ hội để thành bạn trai của cô gái xinh đẹp này nhé. Biên tập của chương trình thành tinh hết rồi. Dễ sợ, giờ nó thành hôn rồi, sai vặt rồi, anh là đúng theo thế mà làm. Miễn mãn không? Miễn mãn quá trời, đi làm biên tập chi làm hai nghệ sĩ đi mấy em. Nhưng mà hợp lý, dễ thương mà. Dễ thương mà, tôi mắng yêu đó. Mắng yêu sao mặt cọc vậy? Mắng nhưng cọc lắm, mắng yêu lắm đó. Em biết không, dạo này liên tập lương nhiều hơn một celeb mà em. Oh. Chương trình trả được lắm thiệt. Hay là mình giờ làm biên tập không? Em cũng nghĩ vậy. Rồi bây giờ sao nè? Lại là một người đàn ông thích cà phê. Nhưng mà người ta là coffee thẳng vào tim em. Và xúc xích lại gần bên nhau nha. Okay. Em thấy bạn nữ chính cười rất nhiều. Wow. Đúng rồi. Yeah. Thái vụ bả. Một vớt ạ, một vớt. Ai ra cổ cũng cười vậy đó. Sao mà cười không có chọn lọc vậy cưng? Xong hết đi thì nói cho nhỏ cho nghe. Không, báo luôn đi, vợ đi, phải chọn bản chứ trời, phải cuối chương trình mới báo hả? Ủa vậy hả? Báo liền giờ đi, thấy sao nói liền nè. Nói chung ra nãy giờ thấy ai cũng ok đó. Thật sự. Tại sao toàn là thực phẩm ngon không à? Thì phải cực phẩm ta mới là chương trình chứ bà. Không phải thực phẩm mà là cực phẩm. Cực phẩm quá, xuất sắc. Nên làm cho người hơi khó chọn xíu, phân vân xíu. Phải khó mới mời cố vấn. Không khó ta tự chọn rồi. Ta xong xuôi hết đi, khán giả chọn cuối được không? Đâu có, bây giờ phải giúp cho người ta mở não ra, người ta suy nghĩ. Chứ bây giờ nói một hồi nhỏ rối hơn mình là sao? Thôi bây giờ Trung Vũ giúp cho chị Khánh Chi đi, nãy giờ chị Khánh Chi rối hơn con bé rồi đó. Không, chị nói một hồi em rối theo. Rối rồi hả? Không, em nghĩ chị Khánh Chi tính cái đường riêng cho chị đó. Tức là chị sẽ chừa cái phần ngon nhất. Đúng. Để cho chị. Để làm bộ chứ chọn một tiếng xong. Chị lụm người ta nè. Ra xong là chặn ngay cái cửa em trường liền. Hình như chị thấy em hiểu chị quá. Em thấy số 4 sao? Thì em thấy đúng là nếu mà cực phẩm thì rất là khó để mà độc thân. Nhưng mà em rất là muốn ủng hộ bạn này đến với nữ chính. Tại vì bạn này có vẻ như là một người sẽ là chiều chuộng nữ chính và rất là quan tâm tới cảm xúc của nữ chính. Theo những gì bạn nói, em cũng cảm nhận giống Dinh Vũ ấy. Ở ngoài rất là lạnh nhưng mà bên trong rất là ấm áp. Nãy giờ tôi phát hiện một điều, bạn này cận, cho nên tôi không biết cái mắt bạn đang nhìn ai. Không biết là đang nhìn nữ chính hay đang nhìn chúng ta. Tôi muốn lên tôi quan sát. Em trai có cần không? Gật đầu và lắc đầu nè. Có. Nãy giờ em đang nhìn nữ chính hay nhìn bà Khánh Chi vậy? Em nói cho anh nghe coi gu em là ai. Khánh Chi, gu em phải không? Đứng hình luôn. Không gật không lắc. Nữ chính, gu em phải không? Nè nha, có mắc cỡ khựng một nhịp rồi mới gật, chứ không có ô về thu thiển hỏi cái gật liền nha. Y cái này là chân thành nha. Vậy là chắc chắn rồi. Khánh Chi là nếu mà mình chịu khó mà đứng đợi thì chắc là sáng mai vẫn chưa có câu trả lời. Khánh Chi sẽ không bao giờ đợi những người nào mà không thương Khánh Chi. Đúng. Tại sao phải chờ đợi? Mình phải cho lui cung từ lúc đầu. Yeah. Yeah. Vô bản liền.
đưa cái này cho anh bỏ tức nè chị. Ừ. Tại vì á là bạn này là nữ chính mà. Ừ. Thì bạn này thích bạn này là chuyện bình thường rồi. Đúng. Nếu mà thích Khánh Chi ấy, nó rất là vô lý, nên bạn này nói thật cái thật của bạn mà Khánh Chi sẽ chọn bạn cho bạn vô lòng. Bạn màu gì? Mình phải trao thưởng màu xanh. Phát thấy sao? À, em thấy cái cách chia sẻ của bạn là một người rất là man luôn, chậm rãi, từ tốn. Và em có cảm giác nha, bạn này mà yêu ai rồi là hết mình, rất là chân thật luôn. Cái ông này mắt nhìn có một hướng à. Dạ. Không có đảo nhiều người. Dạ. Yêu ai chắc yêu nhiều đó. Trong cái clip thì có là tương tác với là hai đứa bé, chắc con của mấy bạn biên tập á. Mấy đứa cháu. Mấy đứa cháu trong nhà đó. Con của bà chị luôn á. Em biết sao mấy đứa nó chưa có nhận lương vậy, nó chửi quá trời nhà. Mấy đứa nít nó wow lắm. Bạn tương tác với những bạn nhỏ cho mình cái cảm giác là bạn rất yêu quý trẻ con và bạn xác định sẽ có một cái gia đình. Sao em không nghĩ là con của bạn thiệt cho nên bồng nó vừa tay? Không anh, nếu mà đến chương trình này mà con thiệt như vậy thì kiểu như là người ta sẽ cũng rất là ngại á. Hầu như chương trình ai mà màu đỏ ra cũng khoe con hết em ơi. Không, nhưng mà cũng có trường hợp là có thể là có con rồi nhưng mà vẫn là độc thân thì sao anh? À, single dad. Yeah. Mà này tới hai bé lận. Đúng rồi. Hai bé vẫn có thể độc thân, không lẽ đẻ đứa rồi cái hết độc thân em? Thôi em tin mọi người ha, lần này hả? Ủa thôi, nãy nghe là làm gì là mình làm theo mình đi chứ tin tá gì? Đúng rồi, theo mình. Tại vì em cũng muốn cho nữ chính của chúng ta có cơ hội, tại vì đây là một cái sự lựa chọn quá tốt. Chiếu mới Cà Mau ơi, tin vào bản thân mình đi em. Thì đó, em phân vân giữa đã có chủ và độc thân thôi, nhưng mà em sẽ vote một cho bạn là độc thân. Khán giả nghĩ sao ạ? Cao à. Yeah, độc thân cao. Bạn này mạnh à, 72% lận đó. Chúng ta đến với chàng trai cuối cùng. Yeah, I've been just picking up. Tiếp viên hàng không. สวัสดีครับผมชื่อกาลิดนะครับมาจากประเทศไทยสุดท้ายอัลลามุกที่เวียงหังคอม Công việc của anh thường xuyên phải dậy sớm, quyền sức khỏeđôi khi không được tốt lắm. Nhưng anh chỉ muốn nói với em là tôi là một tiếp viên hàng không, gặp được nhiều cô gái đẹp. Nhưng anh vẫn nhún trái tim mình, đợi để em cùng đi tìm với một trái tim, hai trái tim. Em ơi, anh sẽ tiết lộ cho em top những thứ to hơn em nghĩ. Chính là tình yêu anh sắp nhận cho em. Chọn anh, em nhé. สวัสดีครับครับคุณค่ะจองเอ็มดิแอน50บาทมิเตอร์กูกูเหนือฮะกูเหนือฮะหล่อมากหล่อหล่อมัดมัดจ้ากันหล่ออ่ะจูนเล่นทิ้งท้ายดึกมาดูมั้งจ้ะฟังที่มิเตอร์เป็นยังไงHandsome. Tôi đang đợi cái câu tiếp theo đó. Choáng ngợp gu. Tôi đang lo cái ông này người Thái làm sao không nói được tiếng Việt ta. You know tiếng Việt, Vietnamese, you speak gật lắc, ok. Lo. Anh muốn em phiên dịch không ạ? Hỏi giùm anh coi là biết nói tiếng Việt không? Sợ đi khờ. Phút phát xảo Việt Nam này mấy khả? Lắc nhẹ. Hay là anh không hiểu em nói tiếng Thái ta? Peter, Peter là nói Việt Nam nè khá. Nó nói tiếng Việt nè, nó nè khá. Nó ở nhà, ok nè khá. Biến tập nó mời về là không biết tiếng Việt nè khá. Không mà nhép khớp mẫu hình. Nhiều khi là giấu đó, giấu dòng xa để tạo bất ngờ. Nhưng mà cái tín hiệu nghe nhìn, nếu mà ta hiểu thì người ta phản ứng liền, còn cái này là không hiểu luôn. Tại vì đang nhìn xa đắm chị. Thôi nói vậy em thua rồi, em nói nữa. Tên gì biết không? Karik. Tên giống rapper đó. Nhưng mà cái Karik. Còn đây Karik. Karik.
Thật sự là gu của Chi đó. Bước lên ngó một cái liền. Ổn không? Tia liền giùm tôi. Coi coi làm sao. Bà đi 8 năm tới mua lần được với cái miếng đó đó. Good. Good couple. Rất là xứng luôn chị ơi. Nói nghe này, nếu như em không chọn thì chị dẫn anh về luôn. Đi anh. Khánh Chi, xin Chi hãy tự trọng. Vâng, khách mời đến chương trình nhiều người một thời gian quên luôn nhân cách ở nhà. Dạ vâng. Xin hãy bình tĩnh lại Khánh Chi. Mình sẽ hẹn mùi sau mình ngồi ghế này nha. Tém đầm lại. Mùa sau tới chị. Biên tập xin lưu ý. Bây giờ cho tôi một cái màu coi, nếu Chi mà thích Gucci thì màu gì? Bạn này khi mà nắm tay Khánh Chi ấy, cái lửa của đàn ông nó rất là chạm á. Nó làm cho Khánh Chi bị sao xuyến á. Chua ngọt thơm béo ngon xoắn lưỡi phải không? Nó làm cái chân nó quíu quíu là điểm được đó. Quíu lại. Là bạn này làm rất là men. Nên là dẫn định đi luôn đó. Ok. Chắc chắn là bạn này không phải là màu tím nè. Năm nay hot màu xanh lá. Nên mình chọn cho bạn là xanh lá. Nhưng mà chị ơi, cũng có thể là có vợ người Việt Nam thì sao chị? Đừng kêu chị bằng chị, kêu Khánh Chi đi. À dạ. Tới cái đoạn này người ta cần spotlight rồi, em nói cho đàng hoàng lại. Bây giờ là mình á, làm cái sao không? Mình cũng ngang ngang nha, mình cũng đứa đó. Ồ, em nhìn vậy thôi, bới cái tóc cao thì thôi chứ có 13 tuổi à. À. Anh chị ơi, Jin nghĩ á, là anh này có thể là có người yêu là người Việt Nam nên mới ở đây thì sao? Khi vô chương trình có mời về thì mời khách mời Thái Lan ngồi để nói chuyện luôn. Đúng chứ rồi. Mắc gì mời ông người Thái đứng trên kia làm cái gì, đúng chính không? Xác. Em nghĩ nhiều khi còn là người yêu của bạn ấy dạy tiếng Việt cho bạn ấy đúng thì rồi, sao? Cũng có thể luôn anh. Biết đâu đang du lịch bên này, cái bà kia bà bắt lên đây quay luôn ta. Nhiều khi cũng có thể độc thân với em. Nhưng mà anh này lãnh là tiếp viên mà đúng không anh? Đúng rồi. Bắt luôn rồi, lỡ có chuyến bay về bển không kịp chuyến thì sao? Sao kịp tao được? Sao nè, không kịp chuyến tôi đi Thái Lan tôi dẫn về. Chị ơi, trời ơi, hãy kiềm chế, hãy kiềm chế. Thấy không? Xin làm cho Khánh Chi bị rối, rối bờ. Rối. Nãy giờ tụ nào cũng có Chi hết trơn. Chứng nào tật này nha. Không, Chi đang làm cho mọi người nó dâng tràn cảm xúc thôi, chứ thật sự đang là Chi. Chị thích thiệt. Nhưng mà chị thích ai? Chị thích một người à. Hết người này, Chi mới thích người khác. Đừng hiểu làm Chi nha. Chi ơi, nhưng mà Chi thấy Chinh nhìn Chi quá kìa. Sao vậy Trinh? Chị ơi, tập này em là nữ chính chị. Đó. Nhắc nhẹ nha. Chị hay vậy thôi, nhưng mà chị đang chọn cho em đó. Chị sàng lọc giùm cưng đó, hiểu không? Bạn này thì em thấy là thứ nhất là đến từ Thái Lan nè. Nhắc tới Thái Lan thì đây là một cái nơi rất là thoải mái, rất là tự do. Về văn hóa, đặc biệt là giới tính nữa. Về tia cực tím. Và thứ hai là bạn làm tiếp viên hàng không. Và cái môi trường này thì bác có cũng rất là nhiều bạn bè luôn. Cũng dễ tím, tại vì mình bay trên trời nhiều đó. Nhiều tia cực tím. Và mình kết hợp với cái ý kiến của Jin là đã có chủ, thì biết đâu chủ ở đây là một người cùng giới với cũng màu tia cực tím. Cũng là tia cực tím luôn. Là đỏ tím luôn. Đỏ tím. Tự nhiên trai của tôi mà chọn một tím là sao? Thì cái đây là cái ý kiến chủ quan của em. Một hồi nè, lật ra một tím thì hết hồn luôn ông nè. Làm tôi hả? Bị tuột cảm xúc nha. Nãy giờ phát là chống đối Khánh Chi hơi bị nhiều đó. Chú Anh Vũ. Khó lắm anh ơi. Tại vì thực sự là em ở Thái cũng 8 năm. Em cảm giác được rõ là bạn nào mà tím, không phải cứ ai mà liên quan tới Thái Lan là sẽ màu tím. Đúng. Nhưng cái trường hợp này thì sao? Trường hợp này em không cảm thấy bạn màu tím. Nhưng mà hai cái này thì rất là phân vân. Tại vì thường khi mà mình học một môn ngôn ngữ phải có động lực mình mới học được cái ngôn ngữ. Đúng. Đó. Bạn này nói tiếng Việt rất giỏi so với người nước ngoài. Đúng. Em nghĩ bạn phải có một người rất thân với bạn, hoặc là bạn lai, hoặc là người yêu bạn dạy tiếng Việt. Thì em nghĩ trường hợp này bạn có thể là màu đỏ. Em, nếu mình muốn nói là bạn rất giỏi khi nói tiếng Việt, mình nói làm sao? Khun phu phát xả Việt Nam kèng ma khà. Cô cũng bật xào bên này kèm ma khả. Dạ. Ê khán giả là bị tròn mà khả. Ừ, xin xem. Anh này là người ta phúc vote đã có chủ nhiều hơn LGBT nha. Thưa quý vị, chúng tôi biết là chương trình ngày hôm nay khách mời có dao động nhiều về tâm lý. Chúng tôi biết có những cơn sang chấn, nhưng bây giờ sẽ là lúc mà nữ chính chúng ta đưa ra quyết định.
Em gái mời em đứng dậy. Hãy cho anh biết là trong năm chàng trai vừa rồi em sẽ phải chia tay với một người nào. Mạnh mẽ, tài giỏi, chân thành, cả năm chàng trai đều có đủ và ai cũng có vẻ màu xanh. Vậy Tú Trinh có dành lời tạm biệt cho đúng người? Cùng chờ xem. Người ấy là ai? 2022 phát sóng thứ 6 hàng tuần, xem sớm nhất và trọn vẹn trên Vion. Tải app ngay. Người ấy là ai? Thưa quý vị, chúng tôi biết là chương trình ngày hôm nay khách mời có dao động nhiều về tâm lý. Chúng tôi biết có những cơn sang chấn, nhưng bây giờ sẽ là lúc mà nữ chính chúng ta đưa ra quyết định. Em gái mời em đứng dậy. Hãy cho anh biết là trong năm chàng trai vừa rồi em sẽ phải chia tay với một người nào. Trước tiên thì em xin được cảm ơn cả năm anh vì hôm nay đã dành thời gian để đến đây cùng tham gia với em. Và thật sự là em đã coi rất là nhiều tập của chương trình và em đoán, nhưng mà em đoán cũng toàn sai. Và hôm nay đến đây em cũng không biết là mình nên lựa chọn như thế nào, tại vì rất là khó. Và cho tất cả các anh ở đây thì em xin phép được loại một người mà em cảm thấy là có một tím nhiều hơn, là em xin chọn anh. Em xin chọn anh số 1 ạ. Bác sĩ, chúng ta sẽ vào trong cho phần lộ diện. Cảm ơn các bạn. Cho anh hỏi là vì sao em chọn bạn số 1? Thật sự thì trong năm anh, về đặc thù công việc, em thấy là anh số 1 là bác sĩ. Em nghĩ là cái thời gian của anh rất là bận rộn. Mà bản thân em là một người thích được chia sẻ nhiều, thì em nghĩ là sẽ rất là khó có sự kết nối với hai người khi mà cái công việc nó không giống nhau. Và có một cái điểm mà em để ý anh từ đầu, đó là khi mà chị Dung cũng nói là anh một tím, em thấy anh có gật đầu lia lịa như thế này nè. Em nghĩ là một tím. Một lát nữa lỡ anh này màu xanh, tình duyên anh có trắc trở gãy đổ là do thằng Kim Tuấn Kiệt. Tại vì nó khơi lên cái vụ mà bác sĩ là phải học nhiều bận rộn nha. Là do em chứ trực không đêm ai khác đó, trực đêm. Chịu trách nhiệm đi. Trước khi bác sĩ trở lại, xin mời các khách mời chốt giùm tôi một màu ạ. Nãy ba nói mình tím á. Sau một thời gian em bảo là người ta học hành nhiều, không có thời gian có bồ, thì bây giờ vợ nó độc thân phải không ạ? Dạ thì mới tới đây để gặp kiếm nữ chính chứ anh. Ừ, hãy xem ai đúng nhé. Mời. Em muốn môi anh khẽ lên môi em, lollipop, cho em theo và cho em được yêu. Baby you look around, baby give it to me now. Cái này hay lừa lắm. Đến cuối cùng mới biết được. Em mà thấy vui thì anh chưa nào. Anh luôn tới với từng cơn mưa rào. Chậm mà nhanh rồi lại hát em đào. Shake your body right now. Cái gì mà này có cái thách một tiếng. Cứ miên man thả trôi cùng đêm tối. Vì em quyến rũ như Pavarotti. Nhưng mà phải cẩn thận của Pavarotti. I'm
Học tiếp nha. Alright, say me bên em cho hết ngày mai. Anh quên đi mất rằng mình là ai. Giờ anh không thể nào dừng lại. Em ngọt ngào như ngọt hài. Làm sao để rời xa em đây khi yêu em anh như bay phút trên mây tầng mây. Come on, come on, sẽ better than em. Như xin cầu mơ, em muốn môi em khẽ lên môi em. Lo, lollipop, cho em theo và cho em. Màu tím này nó đẹp ghê á. Thôi đi. Giờ thì Jin đã sáng mắt chưa? Nè, ba người người ta chọn màu tím, chọn ra màu xanh. Cái này thì em chưa kinh nghiệm. Còn nói là bác sĩ không có thời gian đi chơi với người yêu. Lý là cái đâu lạ lùng vậy? Anh Thành có nhớ không? Em có nói là về cái vấn đề giới tính thì em chưa có chắc chắn. Em chỉ nói là độc thân hay đã có chủ thôi. Em có nói vậy hả? Anh sẽ tua đi tua lại cái đoạn mà em nói người ta học hành mà không có người yêu nha. Ok, mời bạn chia sẻ với bản thân mình một chút ạ. Xin chào Trinh, xin chào bốn vị cố vấn ạ. Mình tên là Huỳnh Tiến, mình ở Vĩnh Long và mình đã học tập và làm việc ở Cần Thơ được 11 năm rồi ạ. Mình đang công tác tại khoa hiếm muộn của một bệnh viện tư nhân tại Cần Thơ ạ. Mình thấy công việc này là một trong những công việc khá là lạ. Tại vì sao bạn chọn nó? Từ nhỏ thì em đã thích giúp cho người khác rồi. Ngành nào nó cũng sẽ giúp cho những người khác tốt hơn cả. Nhưng mà riêng về hiếm muộn, nó đem đến cho người ta nhiều sự hạnh phúc hơn. Rất nhiều người cần mình giúp đỡ. Và mình làm bằng cái tâm, bằng sự chân thành, bằng hết cái khả năng của mình. Yeah. Và bạn chọn công việc này là vì bạn thật sự muốn chia sẻ cái niềm vui đối với người khác, đúng không ạ? Chứ đâu có nhất thiết. Như Khánh Chi nói ngay lúc đầu là nhiều khi về vấn đề là mình muốn có con nhưng mà không được, mình mới chọn công việc này, đúng không? Dạ không ạ. Đơn giản là hồi lúc đi thực tập thì chứng kiến những cặp vợ chồng hiếm muộn. Và khi mà họ biết được tin họ có con thì cái sự vỡ òa của họ làm cho em rất là cảm động. Và em nói rằng nếu có điều kiện thì em sẽ công tác ở khoa này để có thể giúp đỡ. Dạ, 64 Vĩnh Long, máy định. Trong cái nhóm LGBT thì bạn nằm ở chữ nào? Thực ra thì em đã có người yêu rồi ạ. Thấy chưa? Tím đỏ. Tím đỏ. Xin phòng mái tua lại những gì Gin Tuấn Kiệt đã nói về sự học hành và không có người yêu của người ta. Chắc là em sẽ nghĩ là anh này độc thân tại vì anh tốn 11 năm để tu nghiệp rồi. 6 năm học bác sĩ và thêm 5 năm để ảnh chuẩn về cái ngành nghề của anh đó. Người bạn của em học là rất là cực, cái thời gian mà yêu đương sẽ rất là hạn hẹp cho nên là sẽ khó có người yêu. Đọc xin lỗi người ta đi. Jin còn xanh và non như cái bảng Jin đưa. Học khó thì khó nhưng người ta cũng phải yêu chứ, đúng không em? Dạ đúng ạ, nhưng mà thực cái việc mà ban cố vấn chọn em màu tím thì không có gì bất ngờ hết ạ. Từ lúc mà em tiếp xúc trong môi trường hiếm muộn thì em đã tập cái sự nhẹ nhàng rồi ạ. Tại vì những bệnh nhân đến với mình có rất nhiều cái cảm xúc mà chắc chắn phải có sự nhẹ nhàng thì mình mới có thể nói chuyện với họ được. Thậm chí có rất nhiều cặp tính từ bỏ điều trị nhưng mà nhờ cái sự nhẹ nhàng, cái sự chân thành của mình á, thì người ta quay lại điều trị. Và khi họ thành công rồi thì mình cảm thấy cái sự lựa chọn về nhẹ nhàng có thể dẫn đến cái việc người ta nghĩ mình là LGBT là cái chuyện em cảm thấy không có gì là tiếc cả. Tại vì nếu như nói em là một người để mà hướng dẫn người ta về cái chuyện mà hiếm muộn thì nhìn và tin ngay. Ví dụ những cái người mà với ngoại hình mà mồm miệng như Võ Tấn Phát hay là Lâm Khánh Chi mà nói là tư vấn những điều này thì chưa có thể là sẽ khó tin hơn, đúng không? Đó là lý do vì sao cùng là Vĩnh Long nhưng người này làm cái này, người kia làm cái kia. Nó lại vậy. Người yêu em là cùng công việc không hay là... Dạ, người yêu em cũng làm chung khoa hiếm muộn với em luôn ạ. Vậy tốt quá. Chia sẻ được cho nhau. Người yêu em có đến đây không? Dạ có, bữa nay có đi. Wow, wow. Đây là cuộc chơi người không sai. Đài gì đó. Tôi sẽ... Một, hai, ba, đứng lên. Xin lỗi ạ. Đứng lên, xin lỗi. Bây giờ là
đừng có che mặt, mình làm sai mình phải nhận lỗi đàng hoàng nè. Tất cả chúng ta sai hết rồi. Dạ, tôi hiểu tại sao biên tập được trả lương cao rồi, lại để làm những điều này thưa quý vị ạ. Vâng, wow. Em đã thấm thía điều này. Tôi sốc. Thật sự tôi bàng hoàng, tôi vẫn chưa tỉnh được, tôi xỉu. Dạ, không sao ạ. Em là ai? Em là em gái của anh ta phải không? Em đến em trả hình phải không? Em nghĩ là phải có Twist cuối còn cùng. Nữa hả? Còn Twist hả? Em muốn là chỉ Twist một lần thôi. Không, không. Em ơi, em nói thiệt nha. Để mất công chị vô nước biển nha. Dạ, em chào anh Trấn Thành, em chào ban cố vấn. Dạ, em chào bạn nữ. Em tên là Hồng Anh, hiện tại là em đang công tác tại khoa hiếm muộn và chung với anh Tiến. Dạ, em là đồng nghiệp. Dạ, bạn gái của anh Tiến. Ông xin lỗi. Xin lỗi liền. Xin lỗi liền. Dạ, xin lỗi. Đã kìa, lên đã lành rồi. Hơn lúc nào hết tôi cần cái đầm để che cái mặt tôi trong lúc này. Tôi không còn mặt mũi để nhìn ai nữa. Khánh Chi cho mượn cái đầm, mua lớn lẹ lên. Anh ơi, em là không có mặt mũi nào về Vĩnh Long. Không còn về Vĩnh Long nữa nghe chưa, Trà Ôn ơi. Trời ơi, nào là đồng hương, đồng cảm và đồng tình. Em, anh hỏi thiệt, anh biết chắc chắn nếu mà mọi người đã như vậy thì trong cả cuộc đời của em khi quen ảnh chắc cũng có nhiều người nói như vậy, đúng không? Dạ đúng, mà từ lúc mà vui quen nữa là em đã nghe rồi. Nhưng mà một hôm tự nhiên anh Tiến ngỏ lời là muốn tìm hiểu, cũng kiểu hơi phân vân. Nhưng mà quan trọng là em thấy con người anh Tiến tốt ngay từ đầu. Mình cảm giác được. Dạ đúng mày. Nên là em muốn tìm hiểu thử coi, nhưng mà càng tìm hiểu em thấy anh Tiến là một người thật sự rất là ấm áp. Em có bên xăm 4 luôn không? Dạ không. Chứ em đâu? Dạ em tâm 3. Tâm 3, tâm 3 là đâu? Tiền Giang. Dạ không, không. Tâm 3 Sóc Trăng. Bày đặt, em ơi, em không về được Vĩnh Long, em cũng không về được Sóc Trăng và Tiền Giang luôn nghe chưa? Rồi hai người quen nhau bao lâu rồi? Dạ hiện tại là đã hơn 2 năm. Tụi em có dự tính gì xa hơn chưa? Cái này phải để em nói ạ. Thực sự tụi em tính cưới hồi cuối năm ngoái rồi, nhưng mà do dịch bệnh á, nhiều người có nhu cầu có con mà không có được thực hiện á. Thành ra sau dịch với mọi người đến khám điều trị nhiều quá, thành ra hôm nay không có thời gian. Ok. Thực sự là tại vì cái ngành của em gặp nhiều người như vậy thôi. Chứ thực tế trong cuộc sống có hàng ngàn, hàng vạn cái lý do để người ta hạnh phúc, chứ không phải là đứa con mới là lý do chính làm người ta hạnh phúc. Yeah. Và bạn bè em có rất nhiều người họ không có con, nhưng họ thực sự rất là hạnh phúc. Không phải em đứng ở đây để em lan tỏa rằng là mọi người phải có con cho bằng được, bằng mọi cách. Cuộc sống mình phải hài lòng, mình phải cảm thấy rằng là mình đủ và mình thương nhau, như vậy là được rồi. Em cảm ơn. Rất thích tư duy của ông bác sĩ này. Thưa các bạn, tôi với bà xã tôi rất là hạnh phúc và vui vẻ khi chúng tôi vẫn như thế này. Rồi nhiều người cứ hỏi là sao Trấn Thành với Harry lấy nhau lâu quá rồi không có con. Thưa quý vị, mỗi người có một cái nhu cầu về hạnh phúc riêng. Có nhiều người người ta có con ta mới vui. Còn tụi tôi cảm thấy tụi tôi quá hạnh phúc rồi. Tụi tôi còn không đủ thời gian để sống với nhau nữa. Chúng tôi không cảm thấy việc có con hiện giờ là cần thiết. Quý vị có đứa con rồi, nếu quý vị thương nó thì ồn, không còn điều gì tốt hơn. Nhưng nếu như quý vị sinh một đứa con ra, mình không có đủ sự hy sinh thời gian để mình dạy dỗ nó nên người, thì điều đó có ý nghĩa gì ạ? À? Tôi thì tôi nghĩ như vậy. Cảm ơn bạn đã mang đến một thông điệp rất là hay. Bác sĩ, cho chị xin lỗi nha. Dạ không có sao đâu. Thấy thương quá đi. Rồi bây giờ bác sĩ ơi, cho cô gái của chúng tôi một lời nói gì đi ạ. À? Hồi nãy thì anh đã nghe nói là em đã chịu rất nhiều cái sự tổn thương. Cuộc sống mà, vui buồn là chuyện mà chúng ta không thể tránh khỏi. Chúng ta không buồn chuyện này thì cũng buồn chuyện khác thôi. Và nếu như chúng ta biết nó là sự thật, chúng ta đối diện với nó, chúng ta nhận biết được nó, thì anh nghĩ rằng là sau này mình sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc dù nó có phong ba như thế nào. Cảm ơn anh. Tôi hiểu tại sao ổng nên làm trong cái khoa hiếm muộn ở cái đoạn tư vấn rồi. Nói chuyện rất là đắc nhân tâm, rất là thấu hiểu và góc nhìn rất là bao dung.
Cảm ơn bác sĩ với những thông điệp rất là nhân văn và tích cực. Và cảm ơn hai bạn đã chọn tham gia chương trình của chúng tôi để nói lên những điều đó. Chúc cho hai bạn sẽ có một cái kết thiệt là đẹp như hai bạn mong muốn. Cảm ơn. Đã yêu nhau vậy mà mấy đứa mình ngồi xỉa xói đồ xanh đỏ tím vàng được. Thưa quý vị, chúng tôi cần vài phút để ăn năn. Chúng tôi sẽ quay trở lại với vòng 2 sau vài phút. Quý vị và các bạn đang trở lại với Người Ấy Là Ai ở vòng thi thứ hai. Chúng tôi sẽ có một cái game vận động thể chất để canh ta lòi ra những thứ đáng lòi. Và chúng ta hãy nhìn để biết được màu nào sẽ hiện rõ. Vâng, như các bạn đã thấy, trên đây là một tháp Mirinda soda kem Việt Quốc chua ngọt thơm béo ngon xoắn lưỡi. Nhiệm vụ của Kanta là tung bóng bay, một tay đỡ bóng để bóng không chạm đất. Trong thời gian đó, dùng tay xếp lên thành một cái tháp như thế này. Và dĩ nhiên, để làm được điều đó, cần một đội ngũ cản trở tung bóng, lừa bóng. Ai muốn lên hỗ trợ chắc là phát đi hả? Em lấy công chuộc lỗi hồi nãy. Hãy làm một cái gì đó để quay về Vĩnh Long ngẩng cao đầu nào. Giúp anh chọn một người nào mà em muốn người ta được vận động. Ẩn mình trong bốn bạn này là một tấm bảng màu tím. Và em đang nghiêng về là số 3 hoặc số 5. Số 3 là Bảo á. Ok, mời các bạn chọn bóng ạ. Em màu xanh thì em theo màu xanh luôn. Đúng rồi. Một bên đỏ, bên xanh ha. Tân bóng lên. Và chúng ta chuẩn bị nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Cố lên. Bóng tay. Thua. Bảo thua. Bắt đầu. Cố lên. Bóng tay. Thua. Bảo thua. Lo xếp không lo để ý bóng. Anh cho em một cơ hội để chơi lại. Em cũng vậy. Em làm ơn. Em ơi, tân bóng chứ không phải là đi mà lụm ve chai đồ mà chạy xa dữ vậy em ơi. Gió nó bay quá trời. Làm nhẹ thôi, đề nghị máy lạnh bớt lại cho tội nghiệp người chơi chúng tôi. Để xuống, ăn gian riết quen thôi. Cao lên nha, canh bóng nha. 2, 3, bắt đầu. Lẹ, cao lên. Đúng rồi. Ủa, nó bay đâu đó vậy? Thì bỏ vậy, cao lên. Thua, bóng đỏ đã chạm đất. Đi đâu ra đó giữ về Phát. Ôi được rồi anh. Phát ơi, Bảo thua rồi Phát ơi. Xin cảm ơn sự nhiệt tình vô ích của em. Khách mời có ai muốn tham gia thử không? Trên ơi, em muốn thử ai? Em muốn thử anh số 5 ạ. Số 5, Cao Đức Trịch. Và muốn Cao Đức thi với ai? Thêm bạn nữa đi. Em xin chọn anh số 4 luôn ạ. Số 4,
Mạc Kiến. Sarika, you know how to play this game? Hả? Sure, you know, ka? Very, very intelligent, na, ka? You tung the balloon in the city of the sky and you leave your hand and the balloon no touch the floor. And you give the Mirinda to high high. And you win. Okay. Ready, Peter? 3, 2, 1, go! Go left, go left! Play it, run, run, run! Play it, run, 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 run! Vẫn còn, vẫn còn! Vẫn còn, vẫn còn! Con nè, con nè, con nè! Màu đỏ thua! Cơn gió vừa rồi làm cho bóng bị lung lay, khó. Bạn thua. Thank you. And you here. Go. Wow. Bắt đầu có kinh nghiệm rồi, có kinh nghiệm rồi. Tung gần thôi, tung gần thôi để đỡ. Thôi. Ở bạn này bạn xếp thành một cái hàng luôn này. Khó để mà không ngã lắm. Đợi chờ, đợi chờ, đằng sau, đằng sau. Đợi chờ. Ê, đằng sau, đằng sau, đằng sau. Trời ơi, trời ơi, trâu hút anh chị ơi. Rồi, chúc mừng em, chúc mừng em. Tiếc quá. Bạn bên tay trái xếp rất là thông minh nhưng mà chỉ có cái đoạn trâu hút cái phần cuối nó bị nhưng mà hai bạn đều tốt, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Thank you. Hai bạn nam hồi nãy tôi nghĩ là thời gian dành cho các bạn quá ngắn, cho nên bây giờ mời hai bạn thi với nhau một lần nữa. 3, 2, 1, chơi. Vừa tầm thôi, vừa tầm thôi. Bạn xanh đang xếp được một chồng. Bảo đang kiểm soát bóng rất tốt. Sắp rớt Bảo ơi, sắp rớt Bảo ơi. Paris đang kiểm soát bóng rất là tốt. Oh my god. Đội xanh có vẻ như sắp hoàn thành cái sắp của mình kìa. Xếp lên, xếp lên đi mọi người, xếp lên. Paris đang dẫn đầu. Chúc mừng Paris đã hoàn thành. Ok, cảm ơn các bạn đã hoạt động rất tốt. Chúng ta cùng vào vị trí. Sau một trận tân bóng nghệ thuật thì chúng ta cũng có một vài nhận định. Chúng ta bắt đầu với anh chàng số 1. Em thấy sao Chuyên Vũ? Em thấy bạn khéo léo xếp được cái tháp rất là nhẹ nhàng. Thông minh. Đúng rồi. Kiểm soát mọi thứ trong tầm tay. Cái cách mà bạn bóp bóng. Bóp bóng. Từng bóng như bóp. Đẩy bóng thôi, không có bóp bóng. Rất là chuyên nghiệp và bạn có cái sự tính toán. Và hồi nãy là trong cái lúc mà ngưng mà chờ set game á, em thấy cái ánh mắt của bạn nhìn cho bạn nữ chính, hai bạn đã cho nhau một nụ cười nữa. Đâu, tôi thấy cái đó nhìn tôi. Nhìn em hả? Dạ, tại vì nãy em nhìn bạn em thấy quen lắm. Cái mới nhá nhá lên. Anh em có làm việc chung nhau cái gì bạn đó nhìn em gật đầu. Trời, nghĩ sao nó nhìn em vậy trời, nhìn chị. Sao có một mình ông này mà nhìn tới ba chỗ? Là cuối cùng là chỗ nào? Không, nhưng mà cái ánh mắt và nụ cười này em nghĩ đây là một chàng trai rất là ấm áp, có cái độ sát thương đối với người khác giới. Nói chung là ổng nhìn hai chị em mình, hai chị em mình đẹp nhất cho đây. Ha
Mà nhiều khi sát thương không chỉ là người khác giới đâu, người cùng giới cũng bị sát thương nữa đúng không? Nãy nhìn em có thấy sát thương không? Sát thương luôn. Lò. Ủa rồi Kim Tiến lò. Nhưng mà tôi thấy cái bạn này có cái nét mặt giống giống cái cô gái này nhờ. Tưởng phu thê. Lúc nâng bóng lên thấy bạn này cười, bạn này mình cười lại. Đúng rồi. Bất cỡ người đỏ mặt thiệt rồi chị. Khánh Nhi cho tôi hỏi một câu. Nếu như trong lúc tăng bóng bạn này nhìn bạn này cười, bạn kia nhìn bạn này cười, cái đoạn nào là bạn nhìn Khánh Chi? Chị tưởng tượng. Chị là ngồi kế bên, người ta nhìn xuyên qua chuyện thôi. Có nghĩa là ở đó có hai con chim thì một phát trúng hai con nhạn, hiểu không? Sao ạ? Cho một cái màu ạ. Em vẫn nghĩ là màu này. Ánh mắt và nụ cười này không thể nào. Không thể nào. Mà bạn này rất là khéo léo, mà nhìn bạn này rất là duyên thật sự. Đúng không? Mà rất là bình tĩnh. Ánh mắt bờ môi dạng người ấm áp mùa đông. Tham ngu luôn. There's a place I wanna go. Nãy giờ 8 người rồi, ai cũng gu bà hết nha. Sao? Bây giờ Khánh Chi chế màu gì? Xanh lá. Xanh lá luôn. Khán giả nghĩ sao ạ? Wow. Có vẻ sau trò chơi thì khán giả thiện cảm hơn với bạn này. Nhưng đâu đó vẫn có 25% LGBT ở trong đó. Chắc là những người bạn của Khánh Chi đã vote ở dưới. Rồi, bạn số 2. Lúc mà chơi game cái lần thứ 2 thì bạn khá là loay hoay với cái việc là xử lý trái bóng. Và ta sẽ cố gắng xếp lon, còn bạn cứ để lên đặt xuống đúng lon à. Sợ là nhìn ra. Bạn không dám chơi hết mình. Em nghĩ là có người ở nhà coi chương trình. Cho nên là sợ. Mình cố gắng mình thể hiện quá thì về nhà chết với tôi. Em vẫn giữ quan điểm của em từ đầu, đó là bạn đã có chủ. Khi quan sát bạn số 3 thì là giống như Phát nói là cứ hơi sợ sợ nhút nhát, không dám bung hết sức mình. Đó cho nên là Duyên Vũ. Em vẫn giữ lập trường là trong 4 bạn này thì có vẻ là bạn số 3 nghiêng về màu tím nhất. Có sự quay xe. Sau một trận bóng thì hầu như là mọi người đều quay xe nha. Khánh Chi thì sao ạ? Hai bạn mà Khánh Chi có suy nghĩ là người trong cộng đồng LGBT là bạn số 3 và bạn số 5. Nhưng số 3 bạn này làm shop thời trang, thường á là những bạn khéo tay thì nó sẽ thuộc về trong cộng đồng LGBT nhiều. Đi quay xe luôn đúng không? Mình sẽ chọn màu tím. Có thể là một, hoặc cũng có thể là hai. Cũng có thể là ba, bọn mình lại sai một lần nữa. Mời khán giả. Ôi chết, màu đỏ ít quá vậy. Chúng ta đến với anh số 3. Cái ánh mắt kiến này chơi cũng rất tự tin nha. Thường cái máu chiến đó là máu đàn ông. Đúng. Real man. Nhưng mà xanh hay đỏ? Em thì vẫn giữ là bạn này là màu xanh. Cái này là cái sự cảm nhận của em, nghĩ là bạn này đến đây là vì bạn nữ này. Một vết cho hai bạn đến với nhau. June. Hai màu xanh hay màu đỏ nó khó quá. Thôi em giữ vững lập trường. Tới chi cái nó hơi lâu ha. Thì cái hai cái mà này cũng khó chọn thật sự. Đi xanh luôn đi. Thôi cho cơ hậu màu xanh đi. Màu xanh nha. Bốn xanh là bệnh lắm đó nha. Khán giả nghĩ sao nào? Đó, cao nhất. Đúng, bạn này chỉ nằm ở xanh và đỏ là nhiều. À, chúng ta đến với Karit. Nghe anh Thành chia sẻ là một số có thể là có một hoặc là hai hoặc thậm chí nhiều hơn.
các bạn trong cộng đồng LGBT và em vẫn giữ lập trường là màu tím. Em nghĩ là cú twist đầu tiên á, nó đã cho em hiểu một điều là chương trình không dễ như vậy đâu. Không phải ai đến từ Thái Lan cũng là một cái dấu hiệu cho màu tím. Nhiều khi em nghĩ như vậy, chương trình bắt được tâm lý đó của khách mời, cho nên là có thể lật lại đúng không? Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Họ có cái chiến thuật của họ, đưa một cái ông bác sĩ ra là nhìn ngay là thấy màu tím liền, chọn ngay ông bác sĩ màu tím quất một cái màu đỏ mình bị nhót liền. Quê liền. Quê thì mình phải chọn Thái Lan. Nhưng cuối cùng nó lại lật lại không phải màu tím. Đó là cái đường đi của tụi biên tập căng não lắm. Nhưng các em ơi, hãy chú ý đến đoạn chơi bóng vừa rồi. Khen này khéo vỗ ra cái đèn cù. Tôi có thấy một cái sự nâng niu. Ủa Thái Lan á, người ta gọi là râm thầy. Râm thầy. Không biết các bạn có thấy cái xoáy của tôi thấy không? Đàn ông Thái Lan rất là nhẹ nhàng và khéo léo. Nhưng mà bạn này là tiếp viên hàng không nữa, thì em nghĩ cái sự mà khéo léo của bạn cũng là một phần. Thế em mới cầm cả ba cái lên, em chả biết cái nào bây giờ. Giờ đi cưng. Màu đỏ. Có nghĩa là theo em là anh này có người yêu ở Việt Nam, người yêu dạy tiếng Việt như em nói nãy phải không? Vâng. Không phải là đơn giản để mà một người nước ngoài nói tiếng Việt sõi như vậy đâu. Với lại là theo em thấy là bạn này không phải màu tím. Vâng, bạn Duyên thì sao? Em cũng giống Duyên Vũ là em vẫn giữ lập trường của mình là bạn số 5 là màu đỏ. Khánh Chi. Khánh Chi nãy là đã lên đó rồi, là định dắt anh đi về luôn rồi. Thì đừng, đâu không thể nào mà Khánh Chi chọn màu tím được. Đúng. Tại vì người đàn ông Thái Lan có nhiều người, người ta rất là hiền. Ở Việt Nam mà rành đàn ông Thái quá vậy. Tại vì đi du lịch nhiều đó. Đi du lịch nhiều. Bây giờ là Khánh Chi nghĩ là bạn, nếu bạn về Việt Nam là bạn chắc là có người yêu, có gia đình rồi, thì Khánh Chi sẽ chọn màu đỏ cho bạn. Quý vị khán giả sao ạ? Khán giả không cùng với anh rồi. Từ lúc Vĩnh Long là em đã không còn niềm tin trong lòng khán giả. Mà không phải là người Thái Lan là LGBT, suốt ngày LGBT hoài. Thì đây ý kiến chủ quan của em thôi. Không sao. Biết thôi. Đâu, biết đâu để cứ để thôi. người ta có quyền mà. Mời em, giờ là phần của em. Bỏ qua tất cả những ý kiến thừa thải của cố vấn. Em hãy cho tôi biết trái tim em, nói cho em biết ai nên ở lại, ai phải ra đi. Xin mời. Thực sự thì nãy giờ em cũng quan sát rất là kỹ. Và trong cả bốn chàng trai ở đây thì em có cảm giác là anh Bảo là một người đàn ông rất là chững chạc. Và theo cái cảm giác của em, một người đàn ông mà vững chãi như vậy thì thường là họ đã có gia đình rồi hoặc là có chủ rồi. Em xin phép chọn. Anh Bảo. Em đã được lựa chọn. Chúng ta sẽ gặp nhau ở phần lộ diện. Xin chào các bạn. Như vậy là em là một trong số ít hiếm hoi những cái người mà nãy đồng tình với Lê Võ Tấn Phát. Cảm ơn em rất là nhiều. Trời ơi, có mình em tên anh luôn á. Tại vì với những gì mà em đã trải qua thì em có cảm giác là nếu như mà nó quá là hoàn hảo thì phía sau đó thường là một cái gì đó nó bất ngờ. Tại nhiều người tiếng Anh nó có cái câu là too good to be true, đó là quá tốt để có thể trở thành sự thật, thì biết đâu không phải như vậy, đúng không? Mời mọi người cho tôi một cái màu trước khi anh ta trở lại sân khấu ạ. 3-1. Không chột cũng què. Đúng. Em gái màu gì? Trời ơi, bà nữ chính theo Hồng Phát chết chưa? Vô, 1, 2, 3, vô. Hai đứa này nó chưa thấy cuộc đời đâu. Cuộc đời ơi, hãy cho nó thấy. Là con.
sáng để cho tình rơi anh lại thế nhớ anh là do giờ này em có lẽ quên sẽ chẳng gặp mà sẽ chớ anh đừng đi về em mỗi giây người đẹp á anh lại trôi người đẹp sợ một người sẽ tới đây mình đi nào cũng đã lâu mà chẳng ai dám nói tình câu mình thương nhau cũng đã lâu chẳng cuộc sống nào thiếu đi nhau vậy em ơi cứ nói ra để tình ta sẽ nở thành hoa rồi anh sẽ đưa em đến nơi mà chỉ có ta là người cái này lạc vào chúng xin kính chào anh Trấn Thành, các vị ban cố vấn, các vị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay và chào em. Anh xin tự giới thiệu, anh là Phạm Bảo, công việc chính của anh hiện tại là kinh doanh shop quần áo, quê anh ở Bạc Liêu. Anh hiện tại đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Bốn chữ LGBT em nằm chữ nào để nói cho phát nó phục, chứ nãy giờ nó tức lắm, nó còn không phục. Không, em không phục thiệt, giọng trầm như thế này mà. Giọng tôi trầm không? Chi? Nghe chưa? Nghe bạn nói đừng chưa? Đừng cố chấp nữa. Em đã phát hiện cái điều đó bao lâu rồi? Mình phát hiện cái điều này từ rất là bé rồi. Và trong cái giai đoạn mà mình lớn lên á, thì mình không có muốn mà mình quen con gái. Đến khi Nala mùa 1 đã mang đến cho em cái cảm hứng để mà em có thể come out với lại mẹ của em. Gia đình có ủng hộ em không? Không biết là có ủng hộ hay không, nhưng mà năm sau khi mà về quê là nguyên sáu biết hết trơn. Được cái là gia đình em chịu chia sẻ nha. Em có người yêu chưa? Em đã có người yêu rồi. Thấy chưa? À, anh Thành ơi, là cả nhà đều đúng. Tức là em chúng đâu có sai đúng. Em nhìn sâu, nhìn xa và nhìn rộng hơn nữa. Em nói chi cho nó trở mặt với anh vậy? Người yêu em có đến đây không? Người yêu của em hôm nay cũng có đến đây. Wow. Mời bạn ấy ra nhé. Chào bạn, bạn giới thiệu một tí về mình đi ạ. Dạ, chào anh Chính Thành, chào ban cố vấn và chào quý vị khán giả, chào em. Em tên là Phạm Dầu, em đã từng có duyên có mặt ở đây lần thứ hai. Em đã tham gia chương trình Nala mùa 3 và hôm nay thật sự may mắn đối với em. Em có mặt ở đây với một tư cách khác là người yêu của Phạm Bảo. Hai bạn quen nhau bao lâu rồi? Hai tụi em quen nhau khoảng tầm 8 tháng. Trong một cái dịp như thế nào? Dạ, trong một cái chương trình hẹn hò mà
Mà thật ra ngay từ đầu em nghĩ là tham gia chỉ để cho vui thôi. Cuối cùng nó vui thiệt. Em nhận xét bạn này là người như thế nào? Bảo là người đáng yêu, đôi khi tính cách hơi trẻ con. Nhưng mà em cảm thấy ở Bảo có sự chân thành. Dạ. Và có thể là một người bạn đi những bước đường dài cùng em. Thế còn Bảo, Bảo nhận xét như thế nào về người yêu của mình? Trong cái quá trình mà Bảo quen Giàu á, Giàu là một người cái tính tình rất là nóng. Tính nóng như kem ấy, nhưng mà lại rất là quan tâm và yêu thương gia đình. Luôn luôn nghĩ đến tương lai cho hai đứa và luôn luôn cố gắng phấn đấu để cho hai đứa sau này có một cuộc sống có thể là dư dả nhiều hơn. Hai cái người này nãy giờ mà tôi không cản lại để hỏi á, là chắc ngồi xuống rồi cái nấu mì cho nhau ăn luôn rồi. Cái kiểu mà lo cái gì mà giữ vậy, của ai là lấy đâu mà sợ mất rồi nắm rồi lao chùi đồ. À, không biết là bạn có cùng quản lý shop áo thời trang với bạn Bảo không à? Dạ có. Thấy chưa? Thấy chưa? Chị thấy chưa? Lập luận đúng mà. Đúng mà. Tôi đã nói rồi, cái shop muốn phát triển phải có hai người. Phải có đứa cộng tiền bạc đồ. Khánh Chi nói cũng đúng, lúc đầu Khánh Chi chọn là đã có chủ. Sau đó Khánh Chi chọn hoa màu tím là Khánh Chi cũng chọn đúng hai cái đúng hết mà. Không ai dám cãi công chúa luôn á, công chúa ơi. Ừ nha, đúng hết nha. Mà nhìn hai bạn đáng yêu dễ thương quá. Đáng yêu nha, yêu nhau rất là đáng yêu. Yeah. Yeah. Thả tim hai bạn nha. Thôi hung cái tặng khán giả đi nha. Cảm ơn các bạn đã đến đây để lan tỏa ra những cái thông điệp về tình cảm. À, cũng hy vọng là hai bạn sẽ giữ lửa được cái mối tình của mình càng lâu càng tốt và dành cho nhau những cái điều ngọt ngào và chân thành nhất. Chúng ta đôi khi sẽ nóng giận, sẽ có những cái lúc cự cãi. Nhưng mà nóng tính không đồng nghĩa với việc là chúng ta phải phát cái nóng đó ra. Tôi nghĩ là cái cách mà mình giải quyết được với nhau nhiều nhất trong cuộc sống là nói nhau nghe, chứ không phải muốn phạt cái người kia. Đúng không ạ? Hy vọng là hai bạn sẽ control cơn nóng của mình lại để nắm tay được lâu hơn. Và cảm ơn hai bạn đã đến đây. Và chị rất vui gặp hai bạn trong chương trình này và chúc hai bạn được nhiều hạnh phúc. Bảo có muốn nói với nữ chính của anh một câu gì không? Anh biết là em đã có cái sự lựa chọn của riêng em. Anh hy vọng là cho dù cái sự lựa chọn nào thì cũng chúc em có được hạnh phúc. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn em. Cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình. Như hai con sóc. Dễ thương quá anh. Dễ thương. Nắm te đồ sợ. Bao lâu không có cảnh này rồi chi? 5 tháng rồi. Lâu ghê á. Phát bao lâu không có. Em mới đây thôi. Lâu ghê á. Vậy mà nói người ta. Nói chứ nhìn cái cách mà người ta yêu thì mình cũng muốn yêu đúng không ạ? Và đó là vòng 2. Vòng 3 sẽ trở lại sau vài phút giải lao. Người ấy là ai? Người ấy là ai? Thưa quý vị, chúng ta đang trở lại với Người ấy là ai. Ở vòng này các bạn nam sẽ đưa ra một hashtag, khách mời sẽ đặt câu hỏi dựa trên cái từ khóa đó và hãy vận dụng cái sự uy tín còn lại của mình tập trung hỏi để loài ra vấn đề cho cô gái của chúng ta nhé. Xin mời bạn Ngọc Vũ bước lên một bước ạ. Hashtag của bạn là, có nghĩa là 3 chữ C. Tại sao lại là 3 chữ C ạ? Chữ C thứ nhất là chung thủy đó. Chữ C thứ hai là chung một hướng đi suy nghĩ. Chữ C thứ ba là muốn chung một nhà.
Tôi thường giữ gì thứ ba là vitamin C. Nhưng mà ba chữ C này có ý nghĩa không? Dạ có ý nghĩa. Chữ C đầu tiên của em là chung thủy. Khi hai người chung thủy với nhau á thì mới tiến tới một mối quan hệ dài lâu được. Chữ C thứ hai là chung suy nghĩ. Khi mà hai người gặp vấn đề gì đó thì có thể ngồi xuống chung một hướng giải quyết. Nếu như cái chữ C đầu tiên hai bạn match với nhau, nhưng ở chữ C thứ hai đó là chung một suy nghĩ, không hợp nhau thì sao? Dạ, nếu mà khi mình chung thủy với nhau á thì mình có thể tự chung suy nghĩ, tự gắn kết với nhau lại được. Chung thủy là được rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Trong tình yêu chung thủy là ok rồi. Dạ rồi. Cảm ơn các bạn. Xin mời bạn thứ hai. Hashtag là cà phê. Lại là cà phê. Lại là câu chuyện về cà phê. Dạ. Hay. Cho Jin hỏi là bạn thích uống cà phê loại nào? Em thích uống cà phê đen, loại đậm đặc. Không đường luôn á? Dạ đúng rồi. Ồ, đồ nặng vậy. Nhưng mà tại sao phải là cà phê mà không phải bất kỳ loại thức uống nào khác ạ? Vì trong cà phê nó sẽ có vị ngọt và đắng. Cho chị hỏi tại sao không phải là cà phê sữa mà là cà phê đen? Đúng. Tại vì cà phê thì nó sẽ có vị ngọt và đắng. Tình yêu cũng vậy, đôi lúc cũng sẽ có những khoảnh khắc ngọt ngào và đắng cay. Nếu như em nói ngọt và đắng thì cà phê sữa nó phải hợp lý hơn cà phê đen chứ. Ý là trong tình yêu cho dù là cà phê đen vẫn ngọt. Vẫn có vị ngọt. Đúng không cưng? Dạ đúng rồi. Cho chị hỏi nha. Thường mọi người mà thích uống cà phê đen nhiều á là sẽ hay hút thuốc lắm. Thì bạn có hút thuốc không? Này hỏi giùm bạn nữ. Có thể là phụ nữ sẽ không thích hút thuốc. Dạ em không có hút thuốc ạ. Em uống cà phê đen đồng nghĩa với việc em thích những cái gì đó đậm đặc. Nó liên quan đến một cái tính gì đó nó hơi cực đoan. Em có cực đoan trong cuộc sống và suy nghĩ không? Em không cực đoan, nhưng mà cái là em thích cà phê bởi vì trong cà phê nó sẽ có những cái cảm xúc thể hiện những cái câu chuyện riêng của bản thân em. Cảm ơn em. Mời người số 3. Hashtag là hết hồn. Hết hồn. Có ai cần phiên dịch thì em có thể hỗ trợ ạ. Tại sao lại chọn hashtag là hết hồn? Thầm mày tông bền tộc trai hả? À, lại nào hả? Thầm mày tông bền tộc trai? Khoa lạc có khứ đấy bền lúc lừa. Em hết hộp là em làm tiếp viên hàng không. Yeah, the second. Because I have chance to nói tiếng Việt được á. Yeah. Nói tiếng Việt được á? Dạ. Nói tiếng Việt được kìa, vậy không cần em nữa rồi. Vậy không cần em nữa rồi. Duyên quá. Vậy thôi tiếng Việt luôn cho rồi. Vừa tiếng Thái, vừa tiếng Anh, vừa tiếng Việt. Các khổn mắc ca, I have chance to nói tiếng Việt được. Có duyên, có duyên. Bạn ơi, có bao giờ bạn đã hết hồn với cô gái nào chưa? Dạ, em xin lỗi, em không hiểu. Em có hết hồn với con gái Việt Nam nào before chưa? Có rồi ạ. Có rồi. Và bây giờ vẫn còn hết hồn không ạ? À? Không. Dạng rồi, trưởng thành rồi. Bây giờ hết tiền chứ không còn hết hồn nữa. Vậy bây giờ còn điều gì khiến bạn hết hồn? Khóa 3. The third is like I have chance to come here in Người Ấy Là Ai. And the last thing is I have chance to know the girl here. So at least we can know each other. Yeah, that's it. Hồi nãy là Phát đưa cái bảng này ra, có làm bạn hết hồn hay không? Tục chay hay không? Tục chay có nha. Tục chay. Có. Tục chay là hết hồn đúng không em? Dạ. Ăn chay là gì ạ? Kim chê. Kim chê, ok. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các. Chúng ta sẽ gặp lại sau nhé. Anh mời em vào giữa lòng trung tâm thành phố để chúng tôi tư vấn em kỹ chị hơn. Chị em ngồi gần nhau đi. Đúng rồi. Ok. Bây giờ các anh chị hãy bao em, bọc em, cho em một lời khuyên chân thành nhất với từng anh. Bắt đầu từ bạn anh Tuấn đi ạ. Mọi người nghĩ sao? Bây giờ quan trọng phải hỏi Trinh trước là Trinh có thích một gymmer không? Thật sự thì em rất là thích con trai mà body 6 múi. Nhưng mà nếu mà là gymmer thì em hơi lo một chút xíu. Tại sao em vậy? Lo gì? Tại vì
môi trường tiếp xúc với rất là nhiều các bạn, rất là dễ màu tím. Em, đầu chương trình mình nói với nhau như thế nào? Chúng ta không có kiểm soát thế giới nữa. Hãy thông cảm cho cái nghề người ta một chút. Không phải ai làm trong công việc đó cũng như vậy đâu. Dạ đúng rồi. Nhưng mà anh này là chủ anh ơi. Chủ là không có đi dạy dạy cho mình em thôi. Về lần nồi kiểm trệ ngay cái quầy đó. Tới tháng giờ là em lấy giữ. Tiền thôi đó. Rồi em là bà chủ luôn. Với lại thấy cái bạn này á, mặc dù là cũng yêu chân thành á, nhưng mà cái kiểu cái bạn này á, nó không có ngọt ngào như cái kiểu em thích. Thì chị nghĩ là bạn này sẽ không có hợp với em. Theo như em thấy là Trinh hợp kiểu mà thích chia sẻ tâm sự, chuyện gì cũng có thể nói chuyện nhau được đúng không? Cho nên là anh này sẽ hợp với Trinh hơn nè. Rồi các bạn về bạn Ngọc Vũ luôn đi ạ. Bạn Ngọc Vũ thì mọi người thấy sao? Trong ba người này Khánh Chi vẫn thích Ngọc Vũ nhất. Vì sao? Tại vì cái ánh mắt của Ngọc Vũ nhìn em á rất là say đắm. Gương mặt của em và Ngọc Vũ nó có một cái nét phu thê. Đúng rồi. Và hai người cái chiều cao nói chung là nhìn vô là thấy đẹp đôi. Cái cưng thương sao á. Chứng đôi vừa lứa rồi. Mà chị ngồi bên đây chị còn gu chị luôn đó. Cái gì nữa vậy? Mà tại vì sao? Tại vì chị chọn cho em. Chị sao xuyến bằng Ngọc Vũ nên em ơi nghe lời chị đi. Ngọc Vũ nha. Rồi. Nhìn cái có cảm tình liền á. Đúng rồi, em thấy cái hashtag Triple C của bạn cũng là một người nghiêm túc. Vừa dễ thương nè, lịch sự nè, đẹp trai nữa. Trinh đã có cái sự lựa chọn riêng cho mình rồi. Ngay từ đầu luôn á, phát đoán là Trinh sẽ chọn Ngọc Vũ. Như vậy thì còn Garrett thì sao? Giữa Garrett và bạn Vũ là hai bạn là cũng ngang tài, ngang sắc á. Nhưng mà Garrett là người Thái Lan, nên dù gì nữa nó cũng không đồng ngôn ngữ. Nếu như mà Garrett đã nói được tiếng Việt như vậy, rõ ràng anh ta đang rất là quan tâm đến Việt Nam, dạ, đúng không ạ? Dạ, đúng rồi. Quan tâm đến Việt Nam là yêu văn hóa Việt. Tại vì không yêu văn hóa Việt không học được nhiều như vậy. Nhưng mà với cái tính cách của Trinh á, là Trinh thích cái sự chia sẻ gần gũi nhiều hơn. Tối không lẽ hai đứa nằm chút nha, vô khà mà khà mà khuẩn thì khó nha. Với lại em thấy là kể cả nhá, bạn Garrick có thể là sẵn sàng học văn hóa của người Việt đi. Thì nếu như mà mình bàn xa tới chuyện gia đình thì cái văn hóa của hai gia đình kiểu gì cũng sẽ khác nhau. Dạ, gia đình Hàn Việt đây ạ. À. Dạ vâng ạ. À. Chúng tôi vẫn ổn mà chưa gây lộn nhiều như cô nói đâu ạ. À. Dạ ai cũng vâng ạ. À. Ok, thật ra your choice and your gu. Anh nói em nghe, yêu rồi thì ở đâu cũng được hết. Mình sẽ có cách để làm cho nhau phải vì nhau rồi ở lại với nhau, thay đổi vì nhau, cho nhau. Đó là do mình làm thôi. Mà quan trọng là trái tim em nhìn ai vậy mà thôi. Nhịp đập thì em chọn người đó. Cảm ơn em, mời em về chỗ. Em chọn là sao chương trình chị chọn đó nha, chị nói trước nha. Xin các cố vấn cho chúng tôi một tấm bảng mà các bạn nghĩ nên đến với cô gái của chúng tôi nhất. Người ấy là Ngọc Vũ. Ngọc Vũ 3 và Ngọc Vũ 4. Ủa sao tự nhiên tôi không đưa kia cho bé này chọn, bên kia tôi dẫn Ngọc Vũ về. Từ từ Chi ơi, tới giờ phút này nhường cho em nó trước, cơ hội mình còn nhiều. Em gái chị, đây là ý kiến của các anh chị thôi, nhưng người quyết định vẫn là em. Yeah. Thưa quý vị, đây là giai đoạn chúng ta sẽ lắng nghe tiếng lòng thật của mỗi anh. Họ có một phút để chia sẻ. Đoạn này thường sẽ thay đổi tất cả những suy nghĩ của chúng ta về các anh ấy. Xin mời trở lại. Ok, chúng ta sẽ có một phút để chia sẻ. Bắt đầu từ Ngọc Vũ, xin mời. Anh đã nghe câu chuyện của em, anh cũng đã từng tổn thương giống như em. Thì anh thấy anh và em có điểm chung, đó là khi yêu ai rồi thì rất là chung thủy. Thì hôm nay không biết em có thể cho anh một cơ hội để tìm hiểu em không? Thì thường à? Thấy thương ghê đúng không? Nói mà lo, thở, thở quá thở. Bạn run á? Run, run. Cảm ơn em, mời anh Tuấn. Chào em.
Em có hay thường nghe qua câu là ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây hay không? Thực sự anh là một chàng trai không ngọt ngào, nhưng mà cũng không có nghĩa là nhạt. Anh đến đây để nói những sự chân thật nhất từ con tim của anh. Anh không nói yêu em, nhưng mà anh muốn em cho anh một cơ hội để có thể là tìm hiểu được em. Rất là chân thành, ngắn gọn, xúc tích. Cảm ơn em. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Mời Karit. Yeah, for me it's not easy to live or to work in Vietnam because I'm from Thailand. If also to love a Vietnamese girl, it's not easy. But I think it's you. I promise that I would try my best. I promise to you. That's all I can say. Thank you. Yeah. Dễ thương luôn. Xin các khán giả cho chúng tôi một sự bình chọn qua những lời nói chân thành đó. Ồ, rất là sát sao. 1, 9, 1, 10. Em gái mời em đứng dậy. Một bó hoa xinh đẹp của 007 Flowers. Em hãy chọn chàng trai mà sau đó có thể gửi lại cho em vài chục bó bông như thế này nhé. Anh mời em. Ngọc Vũ, Anh Tuấn, Karik, ai cũng xứng đáng nhận được bó hoa từ nữ chính. Nhưng vị trí trong lòng cô ấy chỉ dành cho một người. Và đó sẽ là ai? Tất cả sẽ có ngay sau vài phút dành cho quảng cáo. Anh mời em. Thank you so much. Ôm cảm ơn. Dạ. Cái ánh mắt của Ngọc Vũ nhìn em á rất là say đắm. Gương mặt của em và Ngọc Vũ nó có một cái nét phu thê. Anh đến đây để nói những sự chân thật nhất từ con tim của anh. Em cho anh một cơ hội để có thể là tìm hiểu được em. Arif là người Thái Lan nên dù gì nữa nó cũng không đồng ngôn ngữ. Nếu như mà Karik đã nói được tiếng Việt như vậy, rõ ràng anh ta đang rất là quan tâm đến Việt yeah. Nam, yêu văn hóa Việt. Bạn vẫn đi tiếp. Trinh đã có cái sự lựa chọn riêng cho mình rồi, ngay từ đầu luôn á. Xin mời em về lại và bớt ôm lại. Dạ. Dạ, chưa của em liền đâu em ạ. À, chưa biết màu gì đâu các anh chị ạ. À. Hãy bình tâm lại. Đây là chỉ là đó sự là lựa chọn, lựa chọn của Trinh thôi. Còn sự thật đằng sau nữa. Chúng ta gặp nhau ở phần lộ diện. Xin chào tạm biệt. Căng thẳng quá. Chị hạnh phúc play giùm em đó. Cho anh biết là ngay lúc đó cái điều gì khiến em trao hoa cho anh ta? Thật sự thì ngay từ đầu khi mà năm chàng trai bước ra, em đã thử kết nối với các anh bằng ánh mắt của mình. Từ đầu đến cuối đúng như các anh chị nói, em cảm nhận được là anh Vũ có cái gì đó rất là tình cảm, rất là chiều mến. Khi mà cái ánh mắt mình chạm nhau thì mình cảm thấy là
Lỡ va vào nhau rồi. Có một cái tia điện á. Ok, bây giờ chúng ta sẽ gặp lại đầu tiên là bạn cà phê đen. Tại vì bạn này sẽ gây tranh cãi đúng không ạ? Thì bạn cố vấn chọn cho tôi một cái màu đi ạ. Em chọn đỏ. Em chọn đỏ ạ. Mặc dù trong cái giọng nói của bạn có sự chân thành, nhưng mà bạn nói rất là trơn tru, có kinh nghiệm. Dạ, yeah. Em thấy cái nguồn năng lượng, bạn rất là bản lĩnh, điềm tĩnh. Em nghĩ là bạn đang rất là muốn có một cái mối quan hệ sau cái show ngày hôm nay với bạn nữ của chúng ta, em nghĩ là độc thân ạ. Và Khánh Duyên cũng sẽ đồng tình với lại Phát là chọn màu xanh. Còn em thì em nghĩ anh ta màu gì? Trong cái cảm nhận của em, cảm thấy anh có cái sự trải nghiệm, cái sự đầm của một người đàn ông, thì em nghĩ là anh màu đỏ. Cũng có thể em đúng. Và anh ta là ai? Xin mời. Xanh lè, xanh lét. Ba màu có đủ rồi nha anh chị. Bây giờ hãy nghe đây. Ly cà phê như muốn nói. Câu gì? Nói với em câu gì? Nói đi ly cà phê. Chào em. Anh là anh Tuấn. Thì hiện tại là anh đang có kinh doanh phòng tập gym ở Sài Gòn. Anh đã độc thân được hơn 3 năm rồi. Thực sự là anh là một người ít nói, sống thêm về nội tâm và anh không chia sẻ cảm xúc nhiều. Anh tới với chương trình này thì thực sự là anh cũng muốn tìm một người đồng hành cùng với anh. Nhưng mà rất tiếc thì em ngày mai ánh mắt em nhìn về phía tôi. Mừng ngày mai lối em đi về là đường tôi. Dù trong phút giây một lần từ trái tim này được nói với em rằng tôi
không sao, không sao. Em ơi, mình có duyên mình gặp nhau mà không có nợ thì em cũng đừng có buồn. Chị chúc em sẽ gặp một người bạn ở một chỗ khác và chúc em được nhiều hạnh phúc, em đừng buồn nhé. Cảm ơn chị. Tấm Phát nghĩ là với một người ngoại hình có nè, sự nghiệp có nè và một tình cảm rất là chân thành thì chắc chắn bạn sẽ sớm tìm được người phù hợp với mình nha. Yeah. Em đến đây là thật sự là em muốn tìm cho mình một mối tình thiệt á hả? Dạ đúng rồi. Cách đây 3 năm trước thì em có quen một cô gái. Khoảng thời gian đó thì đôi khi là em còn quá trẻ, tập trung sự nghiệp nhiều hơn nên em không dành thời gian cho bạn đó. Bạn lại nhỏ tuổi hơn em nên cái tính cách rất là thích ngọt, thích được nuông chiều. Nên em cảm thấy là em và bạn đó tiến xa cũng được, em quyết định là dừng lại. Và em có nói là chúng ta vẫn coi nhau như là bạn. Và trong cuộc sống thì đôi khi là về sau, ví dụ bạn sẽ có những cái khó khăn cần em thì em vẫn luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn đó. Yeah. Rất là đàn ông. Người ta sẽ thường có khuynh hướng là sẽ không gặp lại nhau sau khi chia tay. Và ít có ai có đủ can đảm để xem người đó là một người bạn. Nhưng có những cuộc chia tay chẳng phải vì ai xấu với ai, chỉ đơn giản là vì chúng ta không hợp nhau trong cuộc sống ở một khía cạnh nào đó mà thôi. Thì tôi thực sự nghĩ rằng chúng ta hoàn toàn có thể xem người đó là một người bạn của mình về sau, dĩ nhiên trong một cái giới hạn nào đó. Và tôi tin chắc rằng là hầu như những người mà đã chia tay, người ta thà bước đi với một cái mới để có cái trải nghiệm mới nhiều hơn là quay lại cái chỗ của đó. Cho nên là những cái người mới cũng không cần phải ghen tuông nhiều. Đôi khi những cái tình cảm như vậy nó cũng rất là hay. Cảm ơn bạn đã rất là tử tế. Bạn có một điều gì muốn nói với cô gái trước khi chia tay cô ấy không? Một cái khát khao gì bạn có thể nói ra, lỡ cô ấy chọn sai thì sao? Và việc là anh cũng đã từng nghe qua câu chuyện của em, mà khi mà bản thân mình đã cố gắng hoàn thiện càng ngày càng tốt thì lúc đó thì mình sẽ có những sự lựa chọn tốt hơn. Thì anh mong là em sẽ tìm được một người phù hợp với em. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Chúng ta vừa mất một xanh, bây giờ sẽ là sự quay trở lại của Karit. Màu gì ạ? Không thể nào nhiều xanh như vậy được. Hồi nãy Karit nói là Karit có hết hồn hả? Bây giờ hết hồn với lại gái Việt rồi, chắc là có bộ rồi. Nhưng mà nãy bạn bảo là giơ bảng màu tím lên bạn hết hồn đó anh. Tại sao có người lại đoán hay như vậy đúng không? Đúng rồi, hết hồn là vì trời. Tại sao đọc được tôi như vậy, hay quá. Ba đỏ và em là tím. Con bé bắt đầu tin Võ Tấn Phát nhiều hơn sau cái đợt màu đỏ kia. Ok, vậy thì hãy xem Karit là ai nhé. Thank you.
lật nữa hả? Lật lật bài cũ hả? Để giúp nhạc đi. Đã có chủ. Ồ vậy anh Thành à, cho tôi hỏi đây là đã có chủ hay là chả có đủ à? Đã hết chưa? Mình có after credit đâu ạ? Tự nhiên có chủ sao tự nhiên tặng hoa cho mình vậy? À, tại vì Khánh Chi nói là gu thì người ta tặng Khánh Chi thôi, cho có chút gọi là giao duyên thôi, rồi giao duyên xong thì về đi. Ừ, đã có chủ rồi mơ mộng gì nữa? Không, nhưng mà tặng qua là không về. Cho đáng đời, tặng chi cho bà không về kìa. Bây giờ tặng qua là cho mình sao xíu là mình không chịu về nữa. Đúng, cái này cũng bày đặt gieo tình rồi này nọ nữa. Nếu như mà bạn chưa có chủ thì mình dẫn bạn về nha. Em dịch giùm. ถ้าคนไม่มีแฟนนะคะก็จับมือกับเขาแล้วก็กลับบ้านกันนะคะ โอเค Dạ 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 luôn. Cha này cái gì cũng dạ chứ. Thôi đi về đi, tự trọng đi, đi về đi, ngoan đi, lát rồi tôi giới thiệu anh Đức cho. Mất công người yêu người ta ra đó là để người yêu người ta ra nó quánh đó, nó ra nó quánh đó thiệt á. Em thấy vẫn còn khúc mắc gì ở đây nè, có một cái gì đó nó không đúng chưa lắm nè, chưa có thông suốt lắm, chưa thông suốt lắm phải không, chưa thông chưa suốt phục lắm. Luôn đúng không? Dạ chưa. Who are you? Hello, my name is Karit, I'm from Thailand. Yeah, and you are red. Yeah, I have người yêu already. I have người yêu. Người yêu chứ không nói là boyfriend hay girlfriend, chưa có nói nha. Do you người yêu come here, Peter? Yeah, my người yêu come here. No, người yêu of the Carrot. Where are you? Và hết hồn là khúc này nè. Hết hồn là khúc này nè. Sao nhảy vô chương trình? Đúng không? Là nãy giờ đúng không? Thiệt hai em. Oh my god. Oh my god. Quá hay. Đắc thắng vậy. Yeah. Nhưng mà cũng đúng mà. Trời ơi. Chưa giờ mới lúng la lúng liếng kìa. Quá trời, bây giờ em cho khán giả biết em là ai cái đã. Từ từ, mời em. Xin được chào anh Trấn Thành. Chào ban cố vấn, bạn nữ chính và các bạn ở trường quay ngày hôm nay. Em tên là Minh Tiến, em là vũ công, biên đạo của vũ đoàn NK. Và tụi em cũng đã được may mắn biểu diễn cho chương trình ở những mùa trước. Và đây là người yêu của em, bạn Karik. Các bạn ơi, tôi nhớ lại rồi. Có nghĩa là Tiến là ở vũ đoàn NK, là nhảy 3 mùa trước. Nhưng mà mùa này thì vũ đoàn bước nhảy biểu diễn cho chương trình. Nhưng mà trong riêng cái số này là các bạn thấy là Tiến xuất hiện từ nãy giờ 3 tiết mục. Hèn gì tôi thấy quen quen và à thì ra chính hắn là khách mời của chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc biểu diễn ra, wow, trời đất ơi dễ sợ thiệt. Cháo trở. Cháo trở thiệt, trời tôi cũng bị lừa. Em quen người này ở đâu? You fly Thái Lan Airways hả? Hả? Du hốt rồi tiếp viên hả? Em quen bạn này ở lễ hội té nước hay là hả? Hay là trên máy bay hả cưng? Bản thân em cũng rất là thích đất nước Thái Lan rồi. Trước đây thì em có đi du lịch thì em cũng mong là mình sẽ tìm được phân nửa của mình ở nước Thái Lan. Nhưng mà chắc là duyên chưa tới. Thì trong một buổi tối em có lướt nhẹ những cái app hẹn hò ấy à. App hẹn hò ấy à. Thì em biết được bạn Karik. Và lúc em và Karik quyết định giống như là gặp mặt ấy, thì tụi em trên tinh thần là những người bạn trước. Nhưng mà sau một thời gian nói chuyện tìm hiểu thì em thấy là chính xác đây là phân nửa mà em đang tìm. Thực ra thì
Em với Karik biết nhau là tháng 11, nhưng mà đến ngày 14 tháng 2 Valentine thì mới chính thức là người yêu của nhau. Oh. Ủa rồi làm sao em kiếm được cái người này biết nói tiếng Việt hay vậy? Dạ thật ra là Karik đã làm tiếp viên hàng không ở đây được 3 năm rồi. Nên là bạn đã có cái vốn tiếng Việt sẵn rồi. Nhưng em có cái vốn tiếng Thái không? Dạ em không có. Karik, what do you love about this guy? I love him because he is very active. During the day, I just sleep every day. And I think he just completes what I don't have. I'm so like lazy. That's at least. He give you energy. Yeah. And he have a good sense of humor that make people laugh every day, yeah. Right? After I'm Dubai, yeah? Yeah. Dubai, Dubai, trong nước, right? And then I just arrived in Saigon. He just came to me and he just like make me feel very happy. Yeah, because I'm so tired. And he's just like something. And you don't have to sleep anymore because whenever you sleep, he gonna wake you up and make you dance. Huh? Okay, okay, that's okay. That's great. Bây giờ tự nhiên em thấy em uy tín hẳn ra. Chết rồi, bây giờ Vĩnh Long nó lấy lại uy tín quá rồi làm sao ta? Hai lần luôn nha. Cảm ơn bạn rất là nhiều, minh chứng cho một tình yêu rất là đẹp trong cộng đồng LGBT. Nãy giờ hai bạn hình như là hơi có khoảng cách với nhau đó ha. Cặp đầu tiên là hãy trao nhau đúng không? Mình thể hiện một cái hành động nào đó để chứng minh một lần nữa Tấn Phát là sự lựa chọn đúng. Em không có biết được tiếng Thái nhiều nhưng mà for sure, I just wanna say like Bum Raccoon, it means I love you. Nãy giờ cười khoan thai lắm, giờ mới chúm chím nè. Hồi nãy á, bấm cháo khái niệm với tôi nha. Không mà dễ thương. Thấy tôi nhìn cái chân gồng cứng ngắc luôn bây giờ, trời ơi. Bây giờ mẩm mỉm kìa. Đúng là người ta sẽ cho nhau năng lượng. Như bạn này nói là bạn bay suốt ngày thì chỉ biết bay rồi mệt rồi về là ngủ thôi. Thì phải gặp những cái người vui tính như bạn Tiến đây, trao cho nhau những cái gì mà mình còn thiếu. Tôi nghĩ vậy. Ok. And do you have some words to say with my little girl? Dạ, chị đẹp quá chị ơi. Chị đẹp quá. Chị đẹp quá chứ không phải chị đẹp quá đâu mà đừng vui. Chị đẹp quá là bé này nè. Ừ. Ba cô gái đẹp quá. Oh, okay. Ok, cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình và chúc hai bạn sẽ lúc nào cũng yêu thương và đáng yêu như vậy. Thank you. Hai người này vui quá ha. Hai người này tôi nghĩ cứ lén lén cười với nhau suốt ngày vậy đó. Dễ thương thiệt chứ. Rồi, người cuối cùng màu gì? Màu xanh thôi. Màu xanh thôi. Phải xanh. Bên phải xanh thôi. Phải xanh. Phải xanh thôi. Xanh giùm em. Không xanh thì tụi mình mắc cỡ lắm thiệt sự. Không xanh nặng cho nó xanh. Trở lại Ngọc Vũ ơi. Trong ánh mắt của anh Tuấn dường như vẫn còn nhiều tiếc nuối, nhưng kết quả lại không thể thay đổi. Còn hy vọng nào cho cái kết viên mãn của Tú Trinh? Hãy cùng hồi hộp chờ xem. Trở lại Ngọc Vũ ơi. Ngon lành ha. Lọt đọc từng hạt mưa, thả mình trên gương cửa rồi bất lực trôi theo hoài niệm lăng dài dưới tường. Tưởng chưa thể quên nhưng mà đâu còn nhớ ngoài trừ mỗi lần hứa. Có điểm nha. Bài này là bài là do em xui thôi. Không hay trong tay em giờ là chiếc buồn ai khác vậy. Và ngỡ lên câu hát đấy vòng hợp âm khúc nhạc này hay nhắc cho ai khác thấy nơi thanh xuân tất là bạn đời. Chờ một đời quan tâm em đã em ở nên anh chưa rời lề. Để rằng em sẽ vui linh dở không ai đón đưa về. Buồn làm chi em mãi mỗi muôn phiên giờ thành chuyện có rồi.
họ đã quên em còn nhớ chim hót. Chuyện tình yêu đôi khi chỉ là chuyện một người lừa dối một người, hứa hẹn cho vui tôi mơ, giờ em cả tin rồi. Bởi vì em xứng đáng tìm được một người tuyệt vời nhất trên đời. Nếu mà không được là sao em xui thôi. Ừ thì cuộc đời này chỉ toàn là dối trá, điều gì mà là giả phải phôi pha yêu thương, hứa hẹn nhiều thế rồi mà lời nói để vô hiệu qua môi cả. Ừ thì hạnh phúc cũng chỉ để trôi xa dần hờn, sao luôn lấy cái tôi ra thôi đi, em giờ đã bên mỏi quá rồi. Chẳng một ai quan tâm em đã, em ơi nên em sẽ xa lệ. Gợi rằng em sẽ vui lên dẫu không ai đón đưa về. Buồn làm chị em ơi, mỗi muôn phiên giờ thành chuyện cũ qua rồi. Họ đã quên em còn nhớ chị em ơi. Chuyện tình yêu đôi khi chỉ là chuyện một người lừa dối một người. Ơi hẹn cho vui thôi em ơi, do em cả tin rồi. Bởi vì em xứng đáng tìm được một người tuyệt vời nhé. Để mà không được là sao em sẽ thôi. Phố vắng đường về hóa lê thê vì lòng kia chịu nặng. Em ngước lên trời tự hỏi rằng mình đã làm gì sai chăng. Em ước chọn lý trí thay vì để tim phải thắng. Em khóc cho những thứ mà mình từng mơ, những kế hoạch mà em đang tự nhủ lòng mình được nhớ. Em lại khóc cho chuyện tình không mấy từng lỡ. Em khóc thật nhiều nhận lại chả có gì ngoài dăm ba hững hờ, dăm ba hững hờ. Chẳng muốn ai quan tâm em, chẳng muốn ai quan tâm em, chẳng muốn ai quan tâm em. Trời ơi, biên tập nó ác dễ sợ ác. Các bạn biết tại sao bạn nữ chính khóc không? Trời ơi, biên tập tái hiện lại cái cảnh của người ta đã trải qua ngày hôm ấy. Trời ơi, tôi coi tôi còn nghẹn nữa. Trời ơi, ác quá đi. Nhưng mà cảm ơn chương trình đã trả lại một người đàn ông cho cô ấy. Cảm ơn và Ngọc Vũ đã đến kịp thời. Thank you. À, nó xứng dễ thương, xứng dễ sợ. Đẹp trai, nhìn gần đẹp trai. Nhìn gần đẹp trai hơn trên sân khấu gì nữa. Wow, thưa quý vị, quả là một tiết mục come out thật là xúc động. Ôi, tôi ngồi tôi xem mà. Mình feel được cái cảm giác của người ta khi mà người ta nhìn lại những cái gì mà đã trải qua mà nó thật khủng khiếp ấy. Thưa quý vị, tại sao chúng ta xúc động nhiều như vậy là bởi vì bạn Nga Mi của Vũ đoàn Bước Nhảy khi tái hiện lại vai của em đây diễn thật sự là rất là nhập tâm. Mình xem như thật ấy, rất là xúc động. Cảm xúc em thế nào khi nhìn lại những cái điều vừa rồi? Thực sự thì trong suốt một khoảng thời gian qua, em sống là một cô gái độc lập. Em tự yêu lấy chính bản thân mình. Và em nghĩ là em đã có thể quên được những cái nỗi đau đó rồi. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà được nhìn lại thì em có cảm giác như là nó mới vừa xảy ra đây thôi. Dạ, yeah, anh hiểu mà. Nó thật quá đúng không? Nhất là khi mình thấy điều đó trong một cái không khí như thế này nữa. Em trai hồi nãy, cảm ơn em đã rất là chân thành trong cái đoạn vừa rồi. Có một giây phút anh thấy em cũng bị nghẹn lại một cái gì đó. Có phải là vì khi em thấy bạn nữ chính khóc, em có cái cảm xúc đó, em bị nghẹn ngay cái đoạn đó không? Dạ thật ra thì trước đây 2 năm thì em có một mối tình. Khi đã yêu rồi thì em yêu rất là chung thủy và chân thành.
Nhưng mà kiểu em thấy người ta không có quan tâm đến em, không có chân thành giống như em. Và điều gì xảy ra? Mọi người, bạn bè hay là gia đình em đều biết hết. Nhưng mà bạn nữ đó thì lại không muốn cho ai biết. Đúng rồi. Em cảm thấy người ta không coi trọng em, không tôn trọng em nên em đã rời đi. Cả hai em biết đâu gặp nhau tại một điểm nha. Tại vì cả hai đều đã từng bị một ai đó làm tổn thương trong tình yêu và mình cũng đều có một vết thương cả. Em có muốn nói gì với cô gái của anh không? Thì lúc đầu em không nghĩ là bạn nữ sẽ tặng hoa cho em. Tại vì em nói chuyện còn hơi run. Nhưng khi bạn nữ tặng hoa cho em rồi thì em sẽ cố gắng làm cho bạn nữ thật hạnh phúc bằng tất cả sự chân thành của mình. Em gái, em nghĩ thế nào về chàng trai lựa chọn của em? Khi mà chọn anh Vũ là bởi vì em cảm nhận được là cái sự ấp úng ở trong câu nói của anh. Cái cảm giác nó không trơn tru, nó không được nhuần nhuyễn. Nhưng mà em nghĩ là sau những cái trải nghiệm của em thì em nên tìm một người đàn ông mà họ hơi khô một chút, nhưng mà họ có thể cảm được em. Và rất là may mắn là cảm giác em lần này là đúng. Chúc mừng hai em. Đây là hai người đã từng có tổn thương trước đó trong tình yêu. Họ đang có một cái chỗ khuyết trong trái tim của mình. Mà tôi hy vọng rằng hai bạn đến từ đó thì hai bạn sẽ biết cách lấp đầy cái phần khuyết còn lại trong trái tim của người kia và mang đến cho nhau những hạnh phúc. Còn bây giờ là lúc chúng ta mang đến cho nhau những bó hoa. Lấy hoa đi em. Rụt rè quá. Tụi em có thể thân mật hơn một chút cũng được, không ai cấm. Ừ. Cảm ơn hai bạn và chúc cho hai bạn sẽ có được một kết thật là đẹp và bắt đầu cuộc hẹn hò mới để bước vào một thế giới mới nha. Yeah. Chúc hai em được hạnh phúc nha. Và nếu như hai bạn có muốn đi tìm hiểu nhau ở một cái đất nước khác, ví dụ như Thái Lan, thì liên hệ bạn Carrot hồi nãy. Sẽ có ưu đãi. Đúng rồi. Mời các khách mời cùng lên sân khấu chúc mừng cho hai bạn ạ. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt. Chương trình Người Ấy Là Ai do Vion V Channel thuộc Đất Việt VAC Group Holdings thực hiện. Và chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy tiếp tục đón xem chương trình vào 20 giờ thứ 6 tuần sau trên kênh HTV2, V Channel và V Giải Trí. Và chương trình của chúng tôi cũng được phát sóng trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Vion không thể rời mắt. Xin cảm ơn đơn vị đồng tài trợ GHB Corporation, hệ thống chăm sóc sắc đẹp cao cấp thuộc Tingo Group. Và xin cảm ơn đơn vị đồng tài trợ Mirinda. Mirinda vị soda kem Việt Quốc, chua ngọt thơm béo ngon xoắn lưỡi. Quý vị hãy tải ngay siêu ứng dụng giải trí Vion để xem sớm nhất và trọn vẹn Người Ấy Là Ai. Và bên cạnh đó chúng ta hãy cùng view vz.vn, siêu vũ trụ giải trí đa tầng, đối tác truyền thông chính thức để trải nghiệm những nội dung độc quyền. Và đặc biệt chúng ta có thể theo dõi những câu chuyện tình cảm hậu trường của các cặp đôi của Người Ấy Là Ai với Vion Love Bride, được phát sóng độc quyền trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại. Ngày Vion và xem tiếp câu chuyện hậu trường của tình yêu đặc biệt với Vion Love Bride. Vion Love Bride phát sóng độc quyền trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Đừng rời mắt.
trong tập tiếp theo. Sân khấu sẽ được đốt cháy bằng những màn chào sân cực nhất con mắt. Má trời ơi! Cùng với dàn cố vấn lầy bất chấp, diễn viên Khả Như, diễn viên Lâm Vĩ Dạ, diễn viên Quang Trung và siêu mẫu Minh Tú. Thế tự nhiên chị ngại ngùng như là một cô gái mới lớn dạ, vậy? Dạ, mình trà tuổi má người ta rồi. Thôi em đi về đi chứ ở đây chi mà bị xài xể quá. Đến chương trình là em cất chồng con ở nhà rồi, mọi người quên là em đã có chồng có con. Đúng rồi, đi. Quên đi. Xác sĩ cô ca có này buồn lắm. Họ có những lập luận nghe thì hơi vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Dạ anh ơi, anh có chạy cái xe mô tô của anh tới phim trường không anh? Em ra em kịp có hai cái nón thì là có chủ. Hủy cái nón nữa. Ủa gì kỳ vậy? Cái gì đâu mà người ta tới chương trình cái đầu hử người ta hoài à? Quang Trung tuổi tuất mà. Ta tuổi tuất một chút xíu thôi. Để tôi chết, nói sao mà cuộc đời người ta đi về ngõ tắt luôn thiệt á. Và liệu với sự góp ý nhiệt tình đó sẽ có một cái kết như thế nào? Tôi không tin. Em không tin. Có lật không? Lật đi. Có lật không? Hãy đợi đi mà. Anh là đồ nói dối. Đón xem chương trình Người Ấy Là Ai được phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV2 V Channel